Ok, anh em nghe thấy tiếng chưa ạ mọi người? Chờ em một xíu mọi người nhá. Hàng rất là yêu, phù hợp cho rất nhiều các anh em đang cần những cái xe cũng cổ, cũng đẹp, cũng phù hợp. Đấy. Được rồi. Nói bé quá không nghe được tiếng. Vừa rồi là nó vào máy nên em ở xa nói là bé, đúng rồi, nó không thu qua. Ok, anh em nghe rõ chưa? Vẫn không có tiếng. Anh Sáu Long nghe được. Được rồi. Nói bé quá không nghe thấy gì. Ok rồi. Đấy. Em sợ là bắt qua không máy. Được rồi. Rồi, ok. Cảm ơn tất cả các anh em nhá. Đã ok trở lại rồi. Vâng, những chiếc Viva em máy zin chưa? Máy zin, vâng, tí nữa em sẽ vào chi tiết để anh em đón xem. Đã từng có một buổi live trước rồi, nhưng mà thôi anh ấy đi lên đời thì lại để lại cho anh em sau. Way 100 2015 cũng là câu chuyện của máy zin Way 100 đấy. Anh em nào cần những chiếc hợp lý cân đối cho em. Vâng, Way 50cc dành cho các bé đi học. Vâng, liên doanh. Đặc biệt là một chiếc Nexam bữa trước, không biết là em like chưa, chiếc này giá rất hợp lý thôi, anh em nào chưa có thể cân đối nhá. Con này giá chưa đến Nexam 5 triệu đâu, xe đi ăn đi làm, một trong những cái mẫu xe hình hài mang xe số nhưng động cơ lại sử dụng là xe ga. Đấy, nó gọi là nhiều anh em hay nói cái câu gọi là váy giả quần, rất là đặc trưng của cái dòng Nexam này. Nửa váy nửa quần. Rồi. Đấy, còn rất là nhiều những cái dòng xe trên kia, những dòng Seat, những cái dòng Way 110 Dream và những chiếc SH anh em nhá. Anh em chờ đón chút Đức Bê Mâm sẽ bê ra từng con một. Vâng, em sẽ giới thiệu từng con một cho anh em cùng xem nhé mọi người nhá. Lên một chiếc lên chiếc LED. Vâng, mời chiếc siêu mới anh em ạ, LED siêu mới 2022, một trong những form LED mới nhất, động cơ 125 được trang bị rất là hợp lý. ABS thì thực ra dòng này thì nó cũng không cầu kỳ nên là anh em cũng không đòi hỏi nên là cũng không sử dụng. Đấy, Honda cũng không vào. Tất cả những chi tiết như là đầu ốc này, đĩa này, các anh em nhìn này, mực sơn của nhà máy Honda còn nguyên hết. Đúng không ạ? Lốp nguyên của tuần thứ 14 2022, tất cả các cái tem của mõm hay là tem của yếm hay là lườn đều nguyên bản, hay là các cái này anh em nhìn thấy nó không một tì vết gì luôn, đúng không ạ? Rất rất đẹp. Đấy, một chi trong những chiếc mà sơn zin, tất cả các cái vị trí tay phanh hay là tay nắm hay là đến mép gương cũng chưa có một cái vấn đề gì để mà mình phải lo lắng về xây xước hay là mông má cả, zin hết, lốp dày cộm. Đấy, lốp chuẩn 2022 dày cộm. 2022 chạy được có bao nhiêu cây? Rất là lướt. Em kiểm tra xem anh em nhá. Có bao nhiêu? Có 3.800 km thôi. Đấy. Thể hiện bằng những cái ống nuống này, những cái đồ này, zin hết. Lốp trước, lốp sau đều của 2022 hết các anh nhá. Đấy, máy đang nổ. Thôi biển anh em nghe tiếng máy này. Rồi. Đấy. 2022 anh em nhá, 3.800 km bản đen sần. Đấy, rất là nhiều những anh em chuộng cái form dáng này mọi người nhá. Đây anh em nghe tiếng này. Đặc biệt là màu, em thấy các anh em đông đảo hỏi là cái màu này, đúng không ạ? Màu đen sần, nó được phối màu lên một chút lòng vàng này. Vâng. Những cái bô dẹt này, anh em bô nó sẽ dẹt lại này, hay là những cái thiết kế rất là gọi là bắt mắt, thu hút được những đẹp, anh em nam sử dụng cái mẫu xe ga cho nam. Vâng. Và cái phân khúc tiền cũng hợp lý thì các anh em cân đối cho em mẫu này nhá. Giá thì thật sự Honda cũng phù hợp thôi. 36 triệu. Đăng ký đầy đủ. Đây. Mới biển 24Z1 anh em nhá. 102 10. Vẫn chiếc mua đã của xe máy thuần liễu ở bên Bắc Hà Lào Cai. Đấy, khu Bắc vực Hà, Lào Cai. Anh em nào ở trên đấy có thể biết được cái hiệu xe máy này, chủ mua tem gọi là tem của cửa hàng vẫn chưa bóc luôn. Rồi. Đầy đủ hết nhá. Tất cả các chi tiết như hai gương, hai khóa hay là lốp lắp còn nguyên bản. Vâng. Nguyên gì? 36 triệu đồng nha anh em nhá. Vâng. Một chiếc 2022 vâng, và chạy 3.800 cây. Siêu mới, siêu lướt, hàng lướt anh em nhé. Rồi. Đấy, có 81, 86 đời hơi 90 không em? Anh 81 Nguyễn thì em Thức còn hơi 50 anh ạ. Đấy, anh Thanh, hơi đẹp, hơi 50 thôi. Rất nhiều, hơi Hưng 50. Trường, chào cả nhà, vâng ạ. Chào vâng tất cả anh chị em đang xem đây. Tướng nhất là Đức Bê Mâm, xe nào cũng được trải nghiệm. Đúng rồi ạ. Rồi, anh Nguyễn Linh mấy chục. Anh ơi, 36 triệu 36 anh, triệu anh nhá. Có ZX không bác, anh bố gấu. Hiện tại ZX nhà em đang hết mất rồi anh em ạ.
Đấy. Anh Thành Hải Đình đấy. Ngát, hello vâng, Hoàng Minh Huệ chào cô Dương xinh gái à. Ok, hello. Rồi, Huệ giữ sức mai lên tiếp tục nhá. Đấy, rồi cảm ơn tất cả các anh em có thể chia sẻ được nhiều xe hơn nữa để nhiều anh em biết đến những cái xe này, rất rồi. Nhiều xe phù hợp. Những anh em 24 như vừa rồi cần mua một chiếc xe mới, sao không nghiên cứu xem chiếc vừa rồi. Đấy, mua đúng ở cửa hàng mới luôn, không hề có một cái thông tin nào mà mình không check được cả. Đấy, thủ đến chủ luôn cửa hàng đấy mua, mới tinh, 3.000 cây đồ đạc zin, đầy đủ hai gương hai khóa, có 36 triệu. Các anh em ở trên đấy hỏi thì sẽ biết cái giá phải bốn mấy triệu mới xong, bây giờ đã lời cả chục rồi, đúng không ạ? Rất hợp lý đấy ạ. Rồi, tiếp theo anh em nhé, một chiếc SH bản LED 2 tầng. 2017, đấy. Máy 125, đặc rồi. Biệt là xe đẹp, các anh em nhìn các cái hình thức đúng không ạ? Chủ đã lên cả sport này, những cái càng này, những cái vành này. Đều đã được lên sport ngon lành hết lên cho các anh em chơi rồi, đúng không ạ? Rồi. Mông má đánh bóng thì chỉ có cho lớp xi vào xong gala vào xong ngồi đánh lên là nó đẹp. Các bác này bóc ni lông ra. Vậy là lên hình để phục vụ các bác thôi. Rồi, 2017 nha anh em nhá, bản LED 2 tầng. Máy đấy, anh em, 125. Máy thì 125. À, anh em đấy một chi tiết một vòng. Xe được bắn tay sách này, bắn càng, bắn vành, được lên sport anh em nhá, lên sport đây những cái đồ này vẫn còn càng cả cái lốc máy này, càng này cũng lên sport này. Củ máy nó vẫn còn zin, vẫn còn đẹp luôn anh em nhé. Biển 29P166150. Đúng rồi. Đấy. Mẫu tay SH, sách được mẫu SH lên. Form đèn LED đời 2017 được đông đảo các anh em đón nhận và hỏi rất nhiều đúng không ạ? Đấy. Giai đoạn này thì em thấy chưa bao giờ SH xuống giá hợp lý như thế này. Giá gần như là đi vào xe cũ sẽ cạnh tranh với Ablade mới rồi các anh ạ. Ablade mới 160 bây giờ đều ở cái cửa giá 5X hết. Đăng ký xong thì anh em có thể cân đối luôn cho em một mẫu SH chơi cho nó khác luôn đúng không? Dù gì nó cũng là động SH này, nó là cái dòng gọi là thương hiệu có tiếng nhất định trong cái làng xe máy Việt Nam rồi. Các anh em nào chơi xe máy gần như đều đa số đều biết đến SH, sang trọng, đẹp, to và chạy đường trường rất là thoải mái vì nó cao, ngồi nó thoáng đúng không ạ? Máy 125 thôi nhưng mà đi vẫn rất là phù hợp và ok, chưa có anh em nào phản ánh nó yếu nó ỉ ở những cái phân khúc từ 27 này đổ lại đây. Còn những cái đời cũ thì nhiều anh em sẽ có cái ý kiến là có thể hơi yếu một chút, những đời 22, 13, 125 đúng không ạ? Còn 27, 125 là vì nó còn mới mà nó vẫn còn rất ok. Đây ông có thể quay lại cho cháu những cái chi tiết như là các cái phím này đúng không ạ? Còn rất là cái mới. Sần nha anh em nha, cả những cái độ sần đấy. Còn như thế này thì các anh em dùng có mà 10, 15 năm nữa chả phải lo xi nhê gì cả đúng không ạ? Rồi. Hình thức thì các anh em kỹ thuật đã dọn dẹp ngon lành hết lên rồi. Giá thì cực kỳ yêu thương. 18 triệu 800 cả dọn xong. 58 triệu 800. Bao dọn. Rồi. Bao dọn cho anh em. 58 triệu 800. Triệu. Rất hợp lý. Em thấy những cái mức giá này là phù hợp với đông đảo những anh em đang lựa chọn một cái tầm SH đèn LED. Hôm qua có buổi live rất nhiều anh em hỏi dưới 60 triệu hoặc tầm 60 triệu. Đây em bán còn chưa đến 60. Biển Hà Nội. Đấy, các anh em thấy. Pha kính rất là đẹp anh em nhé. 2017 58 triệu 800. 800 nghìn. Vâng. 2017 được lên tay sách, được lên thụt đấy, này, càng này, tay sách này. Đấy, ra máy được lên hết bản sport rồi anh em nhé. Tháng 10 của 2017, cuối năm rồi, đúng không? Vâng. Yên này vẫn còn zin này, đây các bác có thể tìm một số các chi tiết zin zin để thấy được, đấy. Đúng không ạ? Ngồi vẫn rất còn chắc chắn đấy chứ. Máy thì chất lượng nhá, bên em thì vẫn cam kết cho anh em là chất lượng. Hay là cái để chân này. Máy zin luôn này các bác yên tâm. Đấy, còn lại cái ra máy hay cái càng thì cái vành thì họ đã lên sport rồi thì không nói. Nhưng cái lớp zin của xe này các bác nhìn vẫn còn nguyên zin rất là đẹp đúng không ạ? Rồi. 58 triệu 800 thôi. 58 triệu 800 nghìn anh em nhá. Cái phân khúc giá này em bán thật sự được đông đảo các anh em đón nhận luôn. Vì nó là form đẹp, form dáng đẹp rồi mà giá thành lại rất phù hợp đúng không ạ? Rồi em lên một chiếc Viva nhá. Em nào. Viva máy zin đúng không? Viva máy zin luôn. Máy zin. Hàng máy zin biển Hà Nội đời 2000. Viva mà anh em nào có biết về cái tem quả trứng này, cái tem đời này này, tem của xe này. Đấy. Những cái đồ zin này còn rất nhiều luôn, tí nữa em sẽ lên rồi anh em nghe cái tiếng máy để thấy được. Đây máy đây. Chất. Dòng Viva có hay bị một cái nhược điểm là các bác hay bị khói. Đấy nên em được kiểm tra chiếc này cực kỳ, vừa nổ vừa để lâu nổ mà vừa phải nổ mạnh. Các bác nhìn nghe tiếng. Không có khói cái gì nhá. Chắc lịch luôn. Rồi. Ông đi một vòng tất cả đây, đều con của xe, rất con nhiều của anh xe. Biết đấy, con rất chắc chắn. Còn đấy, hàng Bo Suzuki này các bạn thấy đồ vẫn còn đấy, tem zin đây và tem cũng bản 2000. Đắt đây, những cái năm 2000 là bản 2000. Đắt nhất là cái tem đỏ gọi là tem trứng này đây.
đồ sần thì lướt qua được, đồ sần có sự kiện có rồi, còn đồ nhựa mặt đồng hồ bị dạn dạn theo thời gian. 2000 anh em nhá, 2000 đến giờ vẫn còn zin này. Đấy, từ cái độ sần nó cũng vẫn còn zin theo xe. Ra máy cũng vẫn còn zin nha anh em nhá. Một chiếc Viva đời 2000. Vâng, mà biển còn Hà Nội. Zin. Đây, ông quay cái đầu bò cho anh em nhìn lại cái đầu bò một chút để anh em thấy được là cái lớp đầu bò zin nó xứng đáng đúng không ạ? Hàng zin nét nhá. Những các cái ốc trục, ốc càng hay là nhựa này nhìn nó vẫn rất là đều, cái ốc này nó không có đen xì hay là nó rỉ sét. Đấy các anh em. À, cả hai bên luôn, các bác nào chơi các xe lâu năm đây các cái hàng này đều có chuẩn hết của Viva hết các bác nhé. Chi tiết đôi da máy vẫn còn. Thực ra hàng Suzuki thì để nói mà bong chóc được da máy thì cũng là muôn thuở. Riêng hàng tôi luyện của Suzuki rất là bền, những cái đồ nhũ luôn. Em phải đánh giá về cái đồ nhũ của Suzuki gần như là cũng đứng hàng có tốt rồi. Có anh Sơn Thiệp ơi, có đấy ạ. Chứ còn Honda thì bảo có, Yamaha còn có, chứ Suzuki thì cái đồ nhũ rất ok. Máy chất, máy căng. Đấy. Giá để cho anh em mình 6 triệu rưỡi thôi, 6 triệu rưỡi cho một chiếc biển Hà Nội 29L8-6038, máy zin. Đây anh em nhớ cho em là máy zin, đồ zin còn rất nhiều, bộ tem vẫn còn đúng không ạ? Có một chút những cái vị trí như là cái đồ sân hay là cái càng thì hơi lâu rồi thôi. Còn lại những cái Meyer hay là cái bát thì đều đồ còn rất là vừa mắt hết. Đấy anh em, nhựa này cũng vẫn còn, da máy đều vẫn còn vừa mắt hết. Đây cốp. Đây anh em nhá, nó vẫn còn zin theo xe đời 2000 đến tận bây giờ đấy ạ. Anh biết 6 triệu. Vâng, 6 triệu rưỡi. Rưỡi anh em nhá, một chiếc Viva đời 2000, máy zin. Đồ đàn cũng vẫn còn zin theo xe. Nguyễn Hương có Silas 215-160 có anh ạ. À, tí em ra. Tới Thành chút em có WS 100, Way 110 đúng không anh? Có anh ạ. Có W110 em cũng có luôn, 100-110 em có đủ qua luôn. Qua em like mấy chiếc 110 đấy ạ. Vâng. Ok, 6 triệu rưỡi. Đấy anh em, 6 triệu 500 nghìn anh em nhá. Cân đối thì có thể chốt cho em. Hàng đề đóm ngon lành hết, đúng có công tác đề star luôn, có công tác an toàn luôn. Đây cái công tác này nó ấn vào là tắt này. Đấy, chủ đến đây cũng đã thắc mắc, ấn vào tắt mà mở ra nó hơi bị bẩn nên là hơi khó mở, một lúc em mới gợi được cái công tác này ra. Đấy gọi là công tác dừng tắt, tắt an toàn đấy. Đấy, đầy đủ hết nhá. Bác nào mà cần thì gọi là đổ xăng lăn bánh là chạy thôi. Vâng. Hàng nhìn cũng rất là vuông vắn đúng không ạ? Vâng, anh em nào đang xem thì cho em xin một nút chia sẻ nhá. Em cảm ơn anh Nguyễn Hiền rất là nhiều. Anh em Nguyễn Hiền đã là một fan hâm mộ xe máy Hoàng Kiên rất là nhiều, những cái lần mà livestream anh em đều bổ quả sẻ. Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ. Anh em có nhu cầu về xe gì, cần tư vấn những dòng xe gì, anh em có thể lên để đọc comment để chị em đọc được biết nhá, để phục vụ gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Rồi. Rồi một chiếc. Lít anh em nhá, bản đen sần. Vâng. 2020 con này tại sao rất là đẹp mà tại sao chưa kiếm được rẻ? Vẫn còn ở đây đúng không ạ? Thì vì thực ra nó có nhiều lựa chọn ở trên tầng 2 nhà em với những cái dòng phân khúc này. Đặc biệt là những giai đoạn vừa rồi em lại thấy được các anh em chọn những cái màu xanh tím than. Xanh xanh cửu long đấy, nhiều hơn là đen sần. Đi ra máy zin anh Vũ Tiến ơi, máy zin sơn zin đấy ạ. Nhưng mà chắc cũng chưa gặp thôi, chứ về đa số nhận xét chung của các khách hàng sau lâu năm thì đánh giá đen sần vẫn là đứng đầu. Thậm chí các cái màu mới như màu bạc sần ra nó cũng chỉ hot trong một giai đoạn. Còn về tổng thể thời gian ấy thì lâu dài thì các anh vẫn thích là những cái màu đen sần. Nó là cái gì đấy nó khỏe khoắn. Huyền thoại. Đúng rồi. Huyền bí trông nó kiểu nó khỏe khoắn anh em ạ. Như con trâu đen. Nhưng mà chị em phụ nữ đi thì chắc là bị một chút ngại màu này thì phải đúng không ạ? Đây, zin hết nhá. Em có ship nha anh Lý Xuân nhá. Có ship cho tất cả các tỉnh ạ. 2020. Ông ơi, ông cho gần cháu phát. Một chiếc xe lít anh em nhá, 2020. Lốp 2020 hết anh em nhá. Đấy, ốc trục này, đĩa này, càng này, đều của 2020 các anh em thấy zin này. Rồi, đẹp. Đấy, mặt nạ thì lên thể thao rồi. Những cái đường yếm này hay đường gầm này các anh em nhìn này, cái đồ sần rất đẹp. Bụi bặm thì nó cũng gọi là dòng sần nó cũng có cái nhược điểm là nó bám bụi, nên các bác lấy thì có thể vệ sinh chịu khó một chút. Vệ sinh thì nó sẽ luôn luôn giữ được cái lớp sần đẹp, gọi là sần mịn, sần nó đẹp. Anh em này. Phiền đỏ nhá, hay là cái tem đỏ hay là chiếc Blastison đều nguyên bản hết. Bản sần máy. Thường thường nó là nó tem nổi đỏ. Đúng rồi. Trông nó nổi hơn. Cả, yên. Yên thế. Vâng, biển số là 29V3 anh em nhận 53035. Rồi. 2020. Đấy, anh em nhìn từ những cái yên áo vẫn còn zin theo xe này, dập cái chỉ đỏ vẫn còn zin luôn này. Cốp thì siêu rộng rồi. Dòng này các anh em ạ, gần 40 lít, cốp gần như đứng đầu luôn. Trong những cái dòng xe ga thông dụng để cốp rộng thì lít luôn luôn là chiếm vị trí hàng top. Rồi. Đây cũng bên em cũng rất là test rất là kỹ càng, khi xuất xưởng ra là bên em được test từ ông kỹ thuật viên đến ông giám sát chất lượng. Là đã ký, ông nào mà có làm sai là ông ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm anh à, anh ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước công ty. Ai làm sai là sẽ chịu trách nhiệm trước công ty. 6.800 km. Dạ vâng. Vâng,
Hàng 20 đăng ký được 2021 rồi các anh ạ. 2021 rồi. 35.500. Hoàn toàn là những cái phân khúc giá anh em. Hoàng Kiên nhiều hôm nay gặp Hoàng Dung. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh. Vâng, đấy cũng được các anh em ủng hộ là rất là cảm ơn rồi. Cứ gửi lời cảm ơn trước, còn các anh mua hay là xem thì chưa biết. Được hay không cũng là bước sau, đúng không ạ? Vâng. Đấy. Đèn LED 35.500, không tắt được đèn. Bạn gần như là đứng đầu trong hàng lít thời điểm bây giờ rồi. Vừa được đèn sân này, vừa được đèn LED này, vừa là cái bản không tắt được đèn. Hai khóa đầy đủ, đúng không ạ? Hợp lý, 35.500 mà lại biển Hà Nội nữa nhá. Rồi, đăng ký 2021 anh em nha, chạy hơn 8.000 km rồi, màu đen, châu đen, chìa khóa đầy đủ cho tất cả anh chị em đây. Rồi. Lủng liểm tất tần tật luôn cả hai chìa khóa. Rồi, cả một vài anh em đang hỏi anh Phạm Quý CBR 150 rút hồ sơ đăng ký lại biển Hà Nội hết bao nhiêu? Thực ra là nếu là biển Hà Nội rồi mà vẫn để lại cứ rút hồ sơ mất tầm khoảng 2 triệu. Còn gốc là biển Hà Nội rồi thì anh đăng ký lại cái tiền thuế biển Hà Nội nó sẽ còn rẻ con hơn. Rim... Còn không phải gốc Hà Nội anh sẽ phải mất thêm tiền thuế và tiền biển Hà Nội nữa anh nhé. Còn con Rim Thái biển B2 54 hay 55 triệu không em? Còn đấy ạ, biển B đúng không ạ? Vâng, còn Win 100 em còn anh. Vâng, có đầu Rim Thái đẹp không thiệp? Có anh nhá, em còn một chiếc thôi ạ. Vâng. Các anh em đang xem và ủng hộ rất nhiều đúng không ạ? Anh Phạm Xuân Vui Vinh đang hỏi anh em làm sao chịu trách nhiệm trước công ty, còn Hoàng Kiên sai thì xin lỗi anh chị em. Rồi, đúng rồi. Rồi. Anh em mà cứ ký là xác nhận đấy. Ví dụ như là nếu mà anh em mà làm sai thì bắt phạt thôi. Có gì đâu. Rồi. Bắt buộc là phải quyền lợi mà sếp cũng đưa ra những cái nhá. Quyền lợi nhất định thì cũng phải có những cái trách nhiệm kèm theo đấy, để anh em làm sao mà đi đúng được. Có phấn đấu nhưng phấn đấu gọi là phấn đấu đúng đường. Vâng, tiếp theo anh em nhé, một chiếc quen 2014 đúng không? Form này là bắt đầu 2013. 2013, 14. Là bắt đầu nổi nhất của cái dòng gọi là UEA lông chuột. Lông chuột. Đấy, nhược điểm thì thôi anh em nhìn nhanh cũng thấy rồi. Đồ nhũ và da máy xuống cấp rồi. Đấy là cái nhược điểm của chiếc xe này. Đấy, nhưng mà các cái chi tiết này thì theo em thôi mình cũng đã làm rồi. Thì nó cứ xuống hẳn đi đầu tư lại đẹp thì kéo nó lại dễ hơn. Chứ mà nó xuống ít ít quá anh em lại nửa muốn làm nửa không nó lại khó. Sơn lại, đấy ba vị trí này em khuyến cáo các anh em là đầu tư sơn lại luôn. Còn về máy móc đây các anh em xem này, máy vuông đét luôn nhá. Đấy. Rồi, máy zin nhá, do vàng do cờ dựng ngược hay là ốc treo máy còn zin, đấy là về máy. Nhũ thì em vừa giải thích rồi, phải sơn, nhá. Phải sơn. Rồi, còn tem là nguyên, nhựa là zin, nhựa mít tem theo em là để lại anh em không cần phải xử lý. Đây những cái này đều từ những năm tháng đấy đây, Thái Bình, quê ta. Thì không thể tránh được những cái việc gọi người là... phụ nữ nặng nhất thế giới đây. Đấy, anh em về làm cho em cái biển số xe nha. Biển số xe thì nó bị mục và nó bị tối theo thời gian rồi. Đấy, một vòng cho em bên này 2013-2014 bản lông chuột, tem vẫn còn zin theo xe. Nhưng bây giờ hiện tại là tem đang xước mọi người nhá. Vâng. Da máy cũng đang xước, đang bị sần sùi. Anh em có thể bắn tỉa lại đơn giản mà. Da máy và càng thì em khuyến không... khích rồi. Phải xử lý lại, xử lý cộng cho với nó các đẹp. Cái những chi tiết như là dè móm này, tay nắm này, một chút nắp bình xăng là các anh em đâu đó cũng phải dăm 300.000 tiền bạn, sơn và dọn bắn thì nó mới ngon lành lên để cho anh em đi lại làm sao mà là máy đã chất rồi thì chưa? Hình không, nó cũng phải quay, được. Quay rồi ạ. Đấy, máy chất hình nó cũng phải xứng đáng vì nó là một cái máy riêng. Cái dòng máy zin của Way 100 các anh em nào đã chạy là cũng có thể chung quan điểm rồi, đúng không? Rất là thích, chạy đường trường nó càng sướng. Còn máy 110 chạy đường trường xong nó sẽ tạch 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 kêu xích cam rất nhiều mà các anh em cảm thấy nó cũng ưng. Đấy, còn máy 100 nó thoát mái hơn, nó gọn mái hơn. Thì đấy là những cái mà anh em nhận xét chung. Hợp lý nhờ em. Máy ngon anh em nhá. 9 triệu, chưa dọn dẹp gì thôi đưa đò sang sông thôi anh em, 1,5 triệu, 10.500.000, chưa có bao dọn nhá. Anh em bỏ ra tầm 500 nữa là em hứa khẳng định là anh em sẽ có một chiếc rẻ thế à? Xứng đáng, rất xứng đáng. Thôi, mua rẻ cũng bán rẻ thôi. Tầm này đầu năm. Anh em vào thêm dọn thêm mấy trăm nữa. Đúng, tạo cho anh em những các cái xe nó hợp lý để các anh em đi ăn đi làm thu nhập. Nghe cuối năm này, anh em lại máy thì em khẳng định rồi, zin mà các anh em ơi, máy zin thì cực chắc. Thực ra cái đồ rô này cũng là một phần những anh em chạy ở những cái khu vực muối như 18, 17, tức là anh em Nam Định hoặc Thái Bình thì hay có những cái trường hợp nó bị rô không tránh được. Có những chiếc zin Việt rất là tiếc luôn đấy các anh em. Vâng. Thì thôi nó đã bị nhiều thì các anh em cứ sơn về, còn ít thì mình lưu ý. Ít thì nhiều khi này nửa muốn sơn nửa không, còn nhiều này các anh em cứ tổng anh em cứ đấy. Cho vào thùng sơn, anh em nhảy vào thùng sơn xong rồi mai ra là đẹp long lanh. Chính anh xác, em dán trên bộ tem làm. Tầm hơn 100.000 bộ tem nha anh em nhá. Tem thì theo em giữ nguyên được, tem zin kệ. Tem zin nhưng mà con này bây giờ nếu mà để nguyên mất một bên thôi. Thôi vẫn dùng được cho anh em. Đấy, nhũ thôi nhá, đầu tư mình, nhũ thôi. Mình thay rồi, mình thay luôn, trông nó cho nó cân bằng anh em ạ. Cho đáng bao tiền đâu đây mặt trước này.
Thực ra là giá nó hợp tình hợp lý, anh đúng em rồi. Thích có thể làm mà không làm cũng được mọi người nhá. 10 triệu 500 thì không thể rẻ hơn được nữa rồi. Đi quang quật không cần phải làm, mà nếu mà anh em muốn đẹp thì anh em làm cho em tầm vài trăm nghìn nữa vâng. Là ok ạ. Vâng, tiếp theo một bạn nửa váy nửa quần đã 2010. Chứ dù gì những cái giai đoạn mua không rẻ những chiếc Nexam này các anh ạ, vì nó là thương hiệu hàng của Yamaha, không có hàng tàu hay là hàng liên doanh ở đây chút nào cả đấy. Lúc ra thiệp. Nó được đánh giá là những cái chiếc mua giá là xấp xỉ trên 30 triệu cơ các anh ạ. Đấy, nhưng mà để đăng ký xong ấy, ý em đăng ký xong biển Hà Nội. Nhưng mà bây giờ thì thôi nó cũng lại là cái anh, câu chuyện tính theo Tuấn Phùng bao nhiêu tiền? Con quay vừa rồi là 10 triệu 500. Em vừa nhập đi lấy 9 triệu lấy về đến nhà thì cộng 1,5 triệu thôi. Chưa có bao dọn nhá, em nhắc lại. Vâng, chưa bao dọn. Có 10 triệu 500 thôi anh Phùng nhá. Vâng. Nắng ấm rồi em trai cởi áo ra mặc áo phông lai cho đẹp trai. Ok anh. Vâng, sáng thì nó hơi lạnh anh ạ. Hơi lạnh, chút em đang mốt hết cả người đây. Chị áo len thì anh chả nhắc này. Em có cái áo khoác mỏng thôi anh ạ. Mốt hết cả người. Để cho nó tránh gió để còn đỡ... chút nắng to thì em cởi sáng, nhá. Sáng nó đi đường nó vẫn lạnh, đi đường vẫn lạnh anh ạ. Nó mưa nó vẫn lạnh. Vâng, tiếp theo một chiếc Lexam bản nửa số, hình thì số nhưng mà bản thân nó lại là ga, hình thì con trai nhưng mà dưới nó lại là con gái. Ngày xưa thì em nó hơn 30 triệu nhưng thời gian này thì thôi em nhập về thì có như còn có hơn 3 triệu. 3 triệu rưỡi rồi, cộng cho anh em mình 1,5 triệu thôi. Đó. 3 triệu rưỡi. Anh em ơi, vành đúc nhá. Đấy, nó rất là cái gì và này nọ đấy, vành đúc, phanh đĩa biển Hà Nội. Nếu mà để nói một cái thời điểm nào đó thì tiền biển Hà Nội cộng với tiền thuế Hà Nội đã là hơn 3 triệu rồi. Ừ. Đúng không các anh? Thế thì họ bán cái, nữ. Họ bán cái giá đấy thì coi như bán tiền biển tiền thuế. Đây nó vẫn là tem zin, dán ni lông đấy, anh em nhìn nó chắc chắn mà, dán ni lông. Ok, Đặng Nam, chốt biển 17 anh liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên online giúp mình nhá. Mất xích nhá, để anh em nào biết. Dọn luôn thoải mái vào luôn nhá. Thôi cái dòng này thì theo em các anh ạ, cứ gọi là cần một phương tiện giải quyết đi lại. Có anh Dương Tiệp ơi, chờ em xíu. Vì máy đây, anh em máy này. Ga là chạy thôi. Vâng. Căng nó chất thế này này, đồ Yamaha này. Đấy. Thì mình không cần phải đầu tư gì. Đặc biệt là cái dòng này các anh em phải lưu ý, kể cả dòng xe AT của giờ của Honda cũng bị. Đấy là cái côn. Các anh em lưu ý cái côn nó phải đảm bảo ổn định. Chứ nếu mà côn hỏng cái dòng này là cũng vất vả đấy ạ. Rồi, nhưng nó vẫn có những cái tiếng réo đặc trưng của dòng xe ga rồi. Ừ. Hợp lý thôi, anh em nào có nhu cầu thì chốt luôn nhá. 5 triệu cho một chiếc Nexam 2010 biển Hà Nội. Đã thật sự là toàn giá giao lưu rồi đúng không các anh? Đấy, công nghệ 5 triệu đồng. Đúng rồi. Đấy kiểu dành nó bảo rồi dành cho anh em nứt vỡ. Giải quyết phương tiện đi lại đúng không ạ? Biển Hà Nội mà hình thức thì em thấy là cũng phù hợp đấy chứ, kiểu dáng nó cũng chắc chắn, vành đúc phanh đĩa, hợp lý. Nhu cầu anh em nào đang cần những cái chiếc xe cứng cáp chắc chắn biển Hà Nội thì cân đối chốt xe. 5 triệu rồi đồng. Anh còn kiên cho anh xem Vision có luôn đây ạ. Đây, lên luôn. Cho xem mấy con Dream đi anh. Một chiếc Vision 2018 đang làm đẹp tay sách. Đấy, nói cách khác là sơn tay sách luôn thì anh em nắm bắt. Tức là xe nó xước một cái tay sách thì thôi em đang chuyển đi sơn. Đấy, để lên sau. Trước mắt đây là hình thức này đã ngon lành, máy móc thì nguyên zin. Đời 2018 lên mặt nạ thể thao hay là khóa đĩa đã đầy đủ hết. Hàng vuông vắn rồi. Pha kính đẹp, sạch sẽ, ngon lành, gạch đá anh em nhé. Anh em thật. Đời 2018 rồi ạ, bản khóa chìa. Đấy, màu xanh tím, nó được sạch sẽ rồi, chuẩn duy nhất cái tay sách thôi. Đấy, tay sách thì anh em làm xong lúc nào thì bọn em lắp vào lúc đấy. Đấy, đâu ạ. Rồi, Vision nhá, 2018. Đâu ạ. Rồi, ông quay một vòng đi. Vision anh em nhá, 2018 ạ, màu xanh tím, nó được dọn dẹp sạch sẽ, ngon lành rồi ạ. Zin nha anh em nhá, tất cả những cái này là sơn, vẫn là sơn zin theo xe này. Đấy, ra máy cũng vẫn còn zin theo xe ạ. Đây, đồ đạc cũng vẫn còn zin anh em nhá, củ kia các thứ vẫn zin, ống muống zin. Ra máy zin, chưa phải bắn tỉa. Đấy. Máy cũng zin luôn. Vâng. Có cái tay sách thôi, chút tay sách thì em sẽ lắp sau. Anh em nào lấy mà em chưa về được thì em sẽ tiến hành gọi là đổi lấy một tay sách xe khác sang để lắp. Nhưng nếu anh em nào có nhu cầu thì chắc là chỉ ngày 1, ngày 2 là em về luôn đây. Cái đồ sần này, đặc trưng là cái đồ sần này. Vị trí treo đồ này, không có xước xác gì. Biển số này 29S1 anh em nhá, 76687. Anh em nhìn thấy đồ sần nó có đẹp không ạ? Đúng rồi, ưu điểm đồ sần nhìn rất là tươi. Rất là tươi, kể cả cái bản sơn của nó cũng đẹp nha anh em nhá. Sơn bọn em không phải bắn tỉa, pha kính đẹp, mặt thể thao. Đấy, lên mặt bộ mặt thể thao này. Đây anh em nhìn quay gần cho cháu cái ốc cái thụt này. Thụt vành bánh tam nan vẫn còn ok nha anh em nhé, đến xem. Vâng. Được 2018 rồi các anh ạ, 2018. 25 triệu 300, cả có dọn dẹp luôn.
Đấy, 2018 thì các anh em có thể cân đối. Rồi. Rồi. Rất là đẹp đúng không? Màu xanh. Có một cái điều đặc biệt là những giai đoạn này bên em bán những cái mẫu Vision nhỏ này lại rất là chạy. Ô, sao lại không có mic nhỉ? Đúng không ạ? Và giai đoạn vừa rồi bên em có trao đổi một ngày đấy ạ, 3-4 anh em tập trung chị khỏi, mấy khỏi để chiếc Vision form dáng này đấy, vì giá thành nó cũng xem đúng không ạ, dưới 25 triệu. Chiếc này thì 25 triệu 300, các anh em cũng lưu ý cho em, đời nó là 2018 rồi đấy, với tầm tiền nó phù hợp đấy, là một. Thứ hai nữa là nó nhỏ, nó gọn và nó lành, nó thông dụng. Đây là những cái hay nhất của những cái dòng Vision này đấy. Các anh em nào cân đối thì liên hệ chốt sớm cho em nhá. 25 triệu 300. Alo 1 2 3 4. Anh em bắt thế à, để em kiểm tra lại một chút nhá. Đấy, anh em nghe lại tiếng em phát xem là em, anh em đang bảo em là tiếng nói bé quá rồi. Chắc là được rồi đấy, bé à? Tiếng chị Dung rồi bé. Vâng, chắc là được rồi đúng không? Nghe lại này, anh em kiểm tra lại được chưa? Alo. Đúng là thời tiết nóng lên rồi, nắng ấm lên rồi. Ok, nắng ấm như này thì khỏe khoắn hơn đúng không các anh em? Cứ đò cái áo khoác vào nó cũng hơi vất vả. Lụ xa lụ sụ, thằng nóng tắt hết mồ hôi. Đây anh em đang hỏi Win 100 Win Indo. Thì lên có luôn đây ạ. Cho em chiếc này đi. Vâng. Biển 14, chiếc này hình như cũng đã có một buổi live rồi thì phải. Đấy, nhưng mà thôi, chưa đến được thì hôm nay em sẽ hạ giá xuống để giao lưu với các anh em. Ok. Ưu điểm là máy Win 100 đồ đầu bò hay là da máy càng hay là Meyer nhìn vẫn được đúng không các anh? 7-8 triệu. Quay có anh Hùng Bùi ơi, em có luôn ạ. Em có hai chiếc Quay S100 hôm qua em like đây anh, giá cũng phù hợp lắm. Có chiếc 6,5 triệu đây, anh liên hệ xem đã có anh em nào chốt chưa. Còn một chiếc là 8 triệu. Đây nhìn nó đều, nó đẹp rồi đấy, da máy còn này. Đấy, nhìn tem thì thôi dán lại rồi. Đây cái mảng tem lô này, anh em nhìn thấy dày cộm này thì không thể tránh được rồi. Tem dán lại rồi, gọi là thôi cũng gọi là vuông vắn vắn, phù hợp cho những anh em nào cần những cái chiếc Win giải quyết phương tiện đi lại nhưng mà vẫn giữ được những cái chất độc lạ. Thì đây, nó là Win Indo 100 Bộ Tân Hoàng. Chứ thực ra với cái phân khúc tiền mà hơn 10 thì đúng là cũng có nhiều lựa chọn, nhưng quan trọng nó là độc, là lạ, là một thời các anh sử dụng những dòng này đi phượt, đi đường trường, rồi bây giờ vẫn còn những cái đam mê hoặc thích thì có thể cân đối cho em thì, vâng đúng không? Vì Win nghe anh em nha, biển 14F16514, vâng. Biển hơi mờ rồi. Đấy, nổ máy cho anh em cùng nghe. 13 triệu 500 từ cái mặt đồng hồ các anh em có thể cùng xem em, vẫn là Honda xịn này. Đấy đúng không ạ, những cái chi tiết vẫn là Honda xịn đây các anh em này. Đấy, cái mặt đồng hồ này hay là những đồ đạc các thứ này vẫn đều. Còn tất nhiên là thôi, nó lâu năm rồi, nếu mà để nó zin hay là nó mới thì không có được những cái giá này đúng không ạ. Đây, máy Win thì bao giờ thế đúng không, rất là đanh, chắc chắc chắn. Anh em nào cần lấy với cái tầm tiền 13 năm thì có thể liên hệ chốt cho em nhá. Đấy, vâng, giải thích rồi. Với tầm tiền 13 năm các anh có những cái chiếc Quay khác, có những chiếc Vim khác hoặc 81, 82 vẫn được. Nhưng mà đa số những anh em đã từng chạy Win thích một chiếc xe đường trường, phượt, ngồi thoải mái và máy nhỏ, hàng côn tay, nhẹ thì các anh em chơi Win nó là hợp lý. Đấy, nếu nhu cầu của mình mà đang chạy trong phố thì Win cũng chưa hẳn đã là hợp lý đâu. Các anh có thể lấy chiếc Quay chiếc số, chứ còn lấy những chiếc này thì nó phải là đi xa, đi phượt. Anh em xác định tính chất đường trường thì cân đối cho em. Anh Nguyễn Dương muốn mua xe tầm bao nhiêu tiền hả anh? Tại vì là có những con máy zin nhưng mà giá nó rất là hợp tình hợp lý, như con Lexus lúc nãy đây anh. Có 5 triệu đồng thôi anh ạ. Rồi một chiếc Galaxy 50cc. 050 ạ. Đấy, nó hay. 050 à? À, 050. Xe 110 anh em nhá. Đúng không? Đúng rồi, 110. Bình thường nó là dòng này hay là 50cc đó. 50cc. Nhưng mà hôm nay con này nó lại là 110. Đấy. Có những các cái ưu điểm như là một trong những dòng xe số, anh em tập trung vào nó là xe số của SYM thôi, không có côn tay, cũng không phải là 50cc. Hay đấy, cái này vâng. Bóp phanh thì đề. Cái đấy thì là công tác ta lắp vào. Đấy, đúng rồi, họ lắp vào. Thứ hai nó là hàng phun xăng điện tử. Đấy, các anh em lưu ý. 125 chế điện tử. À. Con này á? Thế à? Đúng rồi, em đang kiểm tra chế điện tử. Rồi, 2020 đây ông ơi, cùng lên đây với con. Hàng là máy 125 con này mới đấy mà. Anh em ơi, đúng rồi. Chỉ lạnh này, 125. Xin lỗi anh em, nó là 125 không phải 110 anh em nhá. Vâng, đấy. Đấy, là còn chế điện tử FI cơ. Đây đây. Cả gấp đôi với những cái dòng xe 50cc. Ồ, con này em chưa ba anh em ạ. Đây, chế điện tử đây anh em nhá.
110 nó vẫn là Galaxy, có một dòng Galaxy 110 và 150, à và 550cc. Nhưng mà con này là 125. Đấy, và lại chế FI cơ. Ôi giời, lại còn sành điệu cơ. Đây, bị vỡ quả này này. Đúng không? Vỡ quả này anh em. Vâng, rất là mới nha anh em nhé. Chạy có một vạn cây chuẩn chỉ luôn, em kiểm tra chị đời vừa nào. Vừa mới mua về các anh ạ. Đấy, anh chủ đang vừa mới sang trực tiếp cửa hàng để bán đi ạ. Đấy, FI nha anh em nhé, hộp FI kim phun điện tử đây. Galaxy 125 nhưng mà 110. Đây anh em nhìn ốc trục rất mới. Vừa mua xong anh em nhá. Cái con này tại vì con này em cũng chưa nhìn. Chưa va con này. Vâng, đấy. Vâng, chạy xăng thì có 1,7 lít 100 cây. Nó là những cái dòng có phun xăng điện tử nên là nó rất là tiết kiệm xăng thôi. Hàng mới của 2020. Đấy. 20 đúng không? 125 chạy bốc chạy khỏe là những chiếc như thế này. Đấy, lai đồ hay đi chơi đều ok hết. Giá thì vừa thấy báo cáo là mua 10 triệu rồi. Cộng cho anh em mình 2 triệu chưa? 1,8 triệu thôi, chưa có bao dọn. 11 triệu 800 nghìn anh em nhá. 125 đây anh em nhá, không phải 110 đâu. Đi sẽ knock out đấy. Các bác giờ xăng nó là kim phun điện tử của SOM rất là bền. Bền mà đi xăng ăn rất là ít, có 1,7 lít trong 100 cây. Đây cái mặt đồng hồ với anh em vẫn còn dán ni lông này. Đấy. Hôm nay mình mới nhìn thấy con 125. Vâng, 110 thì có rất nhiều. Đấy, còn bóc phanh này là khả năng là do. Đúng rồi, đang là mẫu mới. Mẫu mới nó mẫu mới ra. Em chỉ đến 110 thôi vì dòng Galaxy họ có. Elegant cũng có, đây là phục vụ cho những cái phân khúc anh em lai thổ đi lại bên SOM vẫn sản xuất bình thường. Không để ý. Còn 50 thì nó là thế mạnh hẳn rồi, không nói. Còn những cái bản 110 rất thông dụng. Hôm nay thì sang được mẫu 125 FI. Về thiết kế thì em thấy đa số cũng không có gì thay đổi đúng không các anh em? Vẫn vâng, là một giá thể thao. 11 triệu 800 nghìn anh em nhé, biển vâng. 629L182531, đời 2020. Anh em nào quan tâm 125 vẫn nhắc lại là đừng. 125 chờ chơi, hai chị 125. Em mình cứ kêu 110. Vâng. Nhầm là bình thường anh em ạ, nhiều khi bọn thì, em không chạm. Cũng là cũng mới cái mà, không sao. Không vâng. Chạm. Đấy cái này nó là sẽ học hỏi lần sau là em nhìn phát là biết ngay. Anh Phạm Hùng, xe 81 hôm qua còn anh ạ, em có 81 hôm qua và cả bữa hôm kia. Có 281 vẫn còn. Có con Vianpa 100 biển 98 không em? Không còn. Chắc hết mất rồi vâng. Anh lấy biển tỉnh xong anh cân đối sang hồ sơ rút thoải mái anh. Sang tên chút về biển anh bình thường mà nên cũng không quá cầu kỳ về biển đâu anh. Thôi. Anh em cứ nhìn thấy biển nào hợp tình hợp lý hợp túi tiền anh em mua thôi. Nhiều khi quan trọng đúng biển đúng tỉnh của mình khoai phết đấy. Nhiều khi là gặp nhưng mà nhiều khi cũng không gặp đâu. Anh em là có nhu cầu thì mình cứ đại đại những cái xe ít tiền tầm trên dưới chục triệu thì cũng không quan trọng biển lắm đâu. Rồi ok tiếp theo rất một mới. Chiếc. Đây. Sirius chế cơ. Cái ốc trục này thì thấy. Sáng gọi là sáng xanh luôn các anh ạ, sáng trắng chứ không phải sáng xanh luôn. Sáng trắng. Chủ tịch Hoàng Kiên xem tối về nhắc nhở nhân viên. Anh vậy thôi, bình thường mà anh, nhiều khi không pha thì nó là bình thường không có gì cả. rất là mới là đẹp. Rồi. Sirius anh em nhá, Sirius chế cơ, xe rất là mới bản xám sần. Đấy, đời 2022. Rồi. Chạy được 7.000 cây. Tất cả mới những cái tem hay là để chân. Đó, hàng của Yamaha mà mới, các anh em cứ nhìn các cái dàn ốc này để thấy được nó đẹp, nó mới, các cái chân nan này nó sáng, đúng không ạ? Vành bánh thì zin hết, tụt ánh kim đầy đủ, sơn thì zin, hay là tay sách, những vị trí cầm chưa có mài mòi hay là xước sát gì. Em đến từ 34, hai lốp còn đều zin hết, phanh thì mới tăng có 1-2 lớp thôi, xích thì mới tăng một lần. Đấy, nói chung là xe lướt mấy nghìn cây này thì các anh em nói một cách khác là loại là xe lướt được rồi. Em ơi, xong cho chị con mấy. Riêng những cái đồ lướt của Yamaha. Con đấy là 50 anh Sơn Thiệp ạ, con đấy 50. Còn con trong nhà cơ. Gì ốc ốc này gìn hết luôn các anh. Đầu bò thì thôi khỏi chê rồi. Còn các cái đồ sần hay rồi. Pha kính thì các anh em để cùng xem. Con à. Đây anh em nhìn này, đẹp không? Sần này anh em nhìn, sần này 7.000 cây anh em nhìn cái pha kính trong vắt luôn đúng không ạ? Pha kính trong vắt này anh em nhìn bên này. Tay cầm này. Nút công tác này, đẹp không? Đấy. Em nổ cho anh em nghe nhá, test tiếng máy này. Anh em nghe tiếng phê không? Siêu mới anh em ạ, 7.000 cây siêu mới lên 7.000 cây nhá. Vừa mới mua về sáng nay, gọi chính xác là em nó mới vừa được tưới qua nước mương rửa thôi, nước máy thôi. Chứ chưa có một cái chút gì gọi là lau dọn hay là si sẩm sơn si cả. Nguyên zin hết để phục vụ anh em mình từ đôi lốp hay đồ sần hay tay nắm phím bấm nguyên bản. Đấy, để anh em nào có nhu cầu có thể cân đối, nhất là những anh em ở tỉnh Hải Dương nói chung và những anh em không quan tâm đến biển thì có thể tập trung cho em với chiếc này, rẻ hơn mới rất nhiều rồi. Giá bán ra là 14.600.000, hoàn toàn là những cái phân khúc giá mà thật sự là đúng rồi. Quay cháu cái mặt giao đẹp lưu thôi các anh ạ. Nói thật là các anh, 7.000 cây này anh em nhìn vì nó rất rất mới, đổi màu đẹp không, nhìn
rất là đẹp luôn đúng không ạ? Anh khách sáng nay bán là 13 triệu gọi là 13 triệu 100. Cho chị vài con Dream em ơi. Cộng cho anh em 1,5 triệu, 14 triệu 600. Rồi, 14 triệu 600 nghìn anh em nhá. 2022 mà chạy được có hơn 7.000 cây thôi. Bản này là bản Samson rất là mới luôn, tại vì nếu mà so với tính với giá xe mới thì nó đỡ được tầm khoảng gần chục triệu đấy anh em ạ. Đúng rồi các anh ạ. Đấy. Yamaha Silos chế cơ vẫn được đông đảo các anh em chọn. Mà máy hay lắm, máy con này mới đang tròn tiếng. À, mọi người nghe nghe tiếng này. 14 triệu 600 nha anh em nhá. Anh em quan tâm bản Samson rất là đẹp luôn. Đấy, 2022 mà. Siêu mới. Đây một chiếc Phạm Tráng, chị Dung đồng thiệp chúc hai người ngày mới bán được nhiều xe. Ok, cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Anh 29 đen sần có không? Em có 2020, 21, 29 em còn màu đen bóng anh nhá. Vâng, cảm ơn hơn 100 anh em bên Bếp Đỏ và vâng, hơn 300 400, anh em. Gần 400 anh em bên Bếp Xanh. Ừ, màu xanh. Vâng, các anh em đang xem rất nhiều đúng không ạ? Còn vâng, rất nhiều xe để phục vụ các anh em nữa. Nên anh 1 vạn 8 chuẩn chỉ km anh em nhá. 50cc dành cho học sinh sinh viên không cần bằng. Nó là dòng xe Way. Quay Alpha, quay 100, à quên quay 50. Rửa xong thì mới 50. Đấy, hay cái đầu bò kìa, còn khô đét luôn các anh em. Ok anh Duy Thắng nhá. Hàng mới mà, những cái hàng anh em cho em xin chút chia sẻ mọi người ơi. Để ăn cảm xăng thì đúng ra 50cc thì nó liên doanh thì nó cũng vẫn phải ăn hợp lý thôi. 1.8 nó là bình thường rồi, với phân khúc xe số. Đấy, 50cc anh em nhá, xe mới mua về chưa dọn dẹp gì đâu ạ. Biển số 29AB 06316 anh em nhìn nó đều xe nó đẹp không? Công tơ chạy vạn 8 chuẩn chỉ anh em nhá, xe chính chủ một chủ từ đầu luôn ạ. Đấy em nổ cho anh em cùng nghe. Cái dòng này anh chị em mua về cho con đi học nó vừa lành này. Đấy nó vừa thời trang. Đúng không ạ? Thời trang trông nó gọi là như một chiếc xe Way 100 bình thường. Đời thì 2020 các anh nhá. Giá thì cũng yêu thương vô thôi. 2020 trên line này tôi để cho anh em mình 7 triệu. Thật sự là những cái phân khúc giá này thì nhiều khi em bán hàng em còn gặp rất nhiều các khách hàng không có nhu cầu đến 50cc, nhưng nhìn với cái hình thức và với cái giá 7 triệu thì khách hàng lại quay ngoắt về cái dòng này khách hàng đi. Tại vì anh ấy cũng chỉ giải thích đơn giản là anh đi lại thì cần một chiếc hình thức đẹp và cộng với gọi là giá tiền nó hợp lý. Đấy, thì chiếc này nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đấy của anh ấy. Còn nếu mà là chạy công vụ dịch vụ hoặc công vụ nhiều ấy thì các bác phải chuyển sang những dòng Honda chính hãng. Còn đây là những chiếc không cần bằng, phục vụ cho các em học sinh đi học không cần bằng hay các cô các bác đi lại ngắn. Phương tiện đi lại đơn giản với quãng đường hợp lý thôi thì mẫu này nó sẽ được lợi ở cái chỗ nó đẹp, nó rẻ và nó cũng rất là hợp lý về những cái biển Hà Nội đúng không ạ? Rất nhiều những cái công năng như là chạy nhiều khi công an nhìn thấy các anh ấy cũng phải bỏ qua vì đơn giản nó xe không cần bằng thì kiểm tra bằng kỳ của đấy, nên nhiều các bác chọn cái mẫu này để đi lại là vì thế. 7 triệu đúng không ạ? Rất hợp lý. Anh em chỉ cần này theo em đánh bóng rửa là được. Cảm ơn anh Nguyễn Trọng Hà. Ở xa đang cần một chiếc xe để đi lại chuẩn bị sang những cái bước tiếp theo xe có bằng thì các bác có thể cân đối mẫu này. Đi xe đạp điện thì bây giờ nó cũng phải xem rồi mình lại phải thay bình 2 triệu một khoảng bình 4 bình cơ. Thì thôi nếu không thì các bác cứ chuẩn sang máy xăng cho em. Sau này các bé Thảo đi sang Nguyễn. Xe mới nó lại xe Way 100. Quay 100cc máy zin bao nhiêu tiền? Em có cả biển tỉnh thì có hơn 10 triệu chiếc vừa rồi em like. Biển Hà Nội thì phải xác định còn hơn 13 triệu cơ ạ. Quay cờ em đang hết rồi anh đã phạt đạt. Còn một chiếc Alpha đời 2002 máy đen biển 36 đấy. Qua em like 10.5. Đấy anh em nào có thể cân đối những cái mẫu xe đời Alpha nhỏ. Ngô Văn Tâm. Đâu em có uống gì đâu. Em có uống gì đâu. Nóng lên rồi, quay lên quay 100cc rồi chút em lên chiếc màu trắng tiếp theo nhá, mặc áo phao vào tát hết mồ hôi lưng rồi anh em rồi. Do một sự thay anh đổi em. Thời tiết không hello. Cập nhật kịp được ừ. Đấy, sáng vẫn muối lạnh ban nãy cứ trả 10 triệu anh Tùng Duy 2022. Anh này rất là hay nhá, toàn trả đều em thôi rồi nhưng mà anh. Rất là cảm ơn anh đã được một comment của anh em cho em xin nút chia sẻ nhá. Đúng rồi rồi tiếp theo nắng nóng một tắc mẫu ngồi. Dream Việt Nam, một mẫu Dream Việt Nam mà nói chung là hình thức thì chiếc này em đóng chấm thật. Điểm rất cao nhưng có một chút là vì cũng là không phải nguyên bản, đấy là cái nhược điểm hình thức. Các bạn cũng đã những cái spa nhất định rồi như là sơn Meyer lại này em có thể kiểm tra này lên này, hoặc tỉa những cái trên đầu phớt qua tay nắm thì vào tay nắm mới hay là yên bọc lại ra máy có tỉa đấy, hộp xích cũng là mới, đây là những cái chi tiết có vào và có mới của một chiếc Dream Việt. Để mà nói đúng Dream Việt thì em vẫn thích những chiếc mộc hơn, còn những chiếc vào và tỉa thì thực ra nó sẽ bị nhược điểm. Bản thân chiếc này cũng vậy thôi, nếu mà Dream Việt đẹp em bán
thì nó ở giá khác hoàn toàn. Trước này họ vào họ tỉa nên là em cũng sẽ để ra những cái giá phù hợp cho những anh em nào đang cần chiếc zin tươm tươm về hình thức, tức là ok về hình thức một chút, đúng không ạ? Vâng. Biển số này biển 36 anh em nhá. Anh em đồ đúng biển đúng tỉnh 36B238147. 22 triệu 500 thôi. Đấy các anh em ạ. Chứ hôm qua em có bán một chiếc zin biển 26 zoom cả ra máy lên càng còn 268. Nhưng chiếc này còn làm lên rồi. Nhưng mà em vẫn để giá thấp hơn vì nó có những cái nhược điểm, đúng không ạ? Lườn lóc đây thì thôi nó cũng là lỗi đuối rồi, gọi là xuống cấp zoom rồi. Đây là được cái là đời của những chiếc 2012 luôn các anh ạ. Đầu máy 15 đời chót rồi. Đấy zin Việt đời chót mà giá có 22 triệu 500. Là ưu điểm là hình thức, đúng không? Em vẫn nhắc lại sáng sủa thì họ đầu tư làm rồi. Nhược điểm thì là về cái đồ của nó không còn zin, còn mộc, còn đẹp, những cái lườn lóc được nữa. Đấy, còn tiếng máy yên tâm. Những anh em nào cần xe đen đi làm chạy mà ok về hình thức thì cân đối chốt cho em chiếc này nhá. Vâng. Nó vẫn là những đồ xịn nhá anh nhá, không có đồ đầu đồ lai gì đâu. Vành đây cũng vậy này, Gucci hết này. Đấy, hay là những cái hộp xích em nói vừa rồi đấy, vào đây các anh em có thể nhìn cốn. Họ cũng là những cái hộp xích xịn này. Vào nhưng mà này. Vào hộp xích xịn anh em ạ. Chứ không có đồ lai nhiều. Trục rằng kìa. Đúng rồi. Đấy, vẫn là vào nhưng mà hết. Đồ xịn hết. Hoặc là có sơn tỉa lên trên cái cốt đồ cũ chứ không phải là chưa bây giờ mê ấy. Rồi. Cũng quay rồi. Đấy, lỗi chút ở lườn lóc nhá. Đấy anh em về để nguyên thì cũng chả sao đâu, nhưng cẩn thận để nhìn đẹp thì mình có thể đầu tư bắn lại. Bắn tỉa. Rồi, bắn tỉa. Bả gọi là bả ma tít anh em ạ. Bả ma tít xong bắt đầu bật tí sơn lên nữa là nó sẽ đẹp lên. Gầm lườn nó sẽ chắc chắn. Rồi. Ok, tiếp theo một chiếc quen ta nha anh em nhá. Cho đợt zin nhá. Còn quay A100 đời 2015 biển rồi. Hà Nội. Hàng là máy zin luôn. Đấy, nhấn mạnh luôn quả máy là máy zin này. Đấy, giá trị là ở cái máy zin với mây quay 100 đầu bò 4 ốc. Cứ phải vào thẳng vấn đề như thế để các anh em nắm bắt, đúng không ạ? Máy zin nó có giá trị. Còn đồ nhũ thì cũng hiện tại đang là zin, nhưng thôi nó cũng xuống cấp theo thời gian một vài vị trí với những cái dòng của Honda Việt Nam. Rồi về sau 2011 thì 2010 thì em thấy phần đa là đều có lỗi này cả. Đó là zoom phần nhũ, đúng không ạ? Rồi. Hôm nay là đồ thì nó cũng xuống theo thời gian anh em nhé. Ở đây anh nó quay quay gần cho cháu những cái này. Chi tiết này thì nó bị sần sùi theo thời gian này. Đấy. Quả càng này thì nó cũng bị thôi nó cũng cũ theo thời gian, nó bị do anh em rửa nước không sạch. Đấy. Biển Hà Nội. Biển Hà Nội tem vẫn còn zin, bô chuẩn rồi, bô vẫn theo xe. Thực ra là để dọn xe này lại rất dễ các anh ạ. Chỉ có đôi ra máy phớt lại xong nắp lốp bảo vệ vào. Máy ngon nhỉ. Với cả mai ơ thì theo em để nguyên nhựa trắng thì đánh bóng. Yên bọc lại đúng không ạ? Rồi, cứ máy bọc mạc cho các anh em mình trên line này thôi. Còn dọn thì mỗi anh em có một nhu cầu. Đây anh em nhìn thấy cái đồ thế này mà đồ zin hết này. Tất cả nhựa này đều là nhựa zin hết nhá. Hay là đồ trong cốp này đều nguyên bản theo xe hết. Tay xách hay là yên áo đều zin. Bọc lại yên. Đấy, xử lý một chút spa nữa là nó vuông vắn thôi. Hiện tại đang là máy zin 13 triệu 800 cho một chiếc máy zin này. Rồi. Đấy. Anh em về bọc cho em cái yên nhá. Hiện tại là chó cào hoặc mèo cào đây này. Và cái chân trống phải thay, ra máy phải tỉa, yếm áo cũng phải spa lại một chút, đâu đó cũng phải được cái là cái máy nó zin anh em ạ. Đầu bò cờ dựng ngược luôn, ông quay lại cho con cái đầu bò cho anh em tính ra ngắm cái đầu bò cái 10 năm rồi đúng không ạ, 10 năm rồi mà giữ được cái máy như thế này thì anh em cứ tự tin thôi. Nghe tiếng máy này là anh em thấy rồi. Em bán những dòng quay 100 này đa số các anh cũng nhấn mạnh chủ trương vào cái máy một đầu bò chất lượng chạy nó thoát máy và nó êm nó thoát. Em không có anh Khoa Bùi ơi, thì anh nào đúng sở thích có thể yêu cầu kỹ thuật dọn theo ý các anh để lên đồ hoặc là để mộc theo mong muốn các anh cũng được. Thảo Nguyễn còn đang hỏi là con em lai con quay Alpha 100 ai giả biển mà ba biển b biển 36 đi quay 100 biển 36 á. Còn con nào quay Alpha 100 rồi 10 triệu 500. Con quay được ok anh nhá, anh đợi em một chút nữa xong việc em sẽ dắt ra để lên phục vụ nghe nhá. Hơn bạn con ấy ở Trung Quốc à anh em? Trung Quốc chị nói được không? Chị Dung đã từng sang Trung Quốc nhưng đi sang Trung Quốc nhưng mà không biết tiếng Trung Quốc. Anh em chị em người Việt Nam. Bạn ấy chỉ muốn mua cái xe mà tầm 10 triệu đổ lại. Ok, rất là nhiều. Có. Nhưng có. Mà xe nó phải tốt và vì nó muốn đi xuyên Việt. Yên tâm, chị Thoa. Chị vừa giới thiệu cái kia nhưng mà bạn ấy muốn mua cái xe hơn 10 triệu đổ lại
Có mà, nếu gì cho bạn đi xe ga. Đi xe ga không được, xe số như. Số cũng có, ga cũng có. Ồ, xe ga xong mà có tốc đi vượt à? Và cho đi xe số. Còn rất nhiều. Xe số như Viva rất khỏe. Ừ. Đấy. Đúng rồi, 6 triệu rưỡi chiếc Viva vừa rồi thôi. 6 triệu rưỡi thôi. Chị đợi tí không? Chị ấy này. Sốc có sang. Con rim giật mới không vậy? Hiện tại là em đang không còn giật mới anh ơi. Có con Win nào không anh? Có, em vừa mới lên Nam. Một chiếc Win đây anh. Vâng. Win vừa xong em quay vừa xong con biển 14 ấy. Hiện tại trong nhà còn thêm hai con nữa thì phải. Anh Tuấn em, 7 vâng. triệu bán lại không? Anh em không biết anh hỏi chiếc nào. Chiếc quay như vừa rồi là 13 triệu. Đi Xuân Việt thực ra chắc anh em đi ấy thôi. Anh em đi Hà Giang đúng không? Rồi. Đi Hà Giang đúng, đi vùng Tao Hà Giang đúng không? Mua chị cho Dung, con tốt tốt sau tí. Sau khi sang Trung Quốc thì nói tiếng Hàn Quốc. Hảo, Ni hảo, Trung Quốc hảo. Em biết mỗi câu ni hảo rồi. Không biết câu gì. Su hào nấu cháo. Su hào xào. Rồi nha anh em nhá, tiếp theo một chiếc Vision. Rồi, những cái mẫu Vision đi vào huyền thoại rồi. Giá rẻ, bền chắc, rất phù hợp cho các bạn học sinh cần một phương tiện và đảm bảo những cái như là tiết kiệm xăng hay là những cái đi lại nó ổn định quăng quật sau thời điểm có điều kiện mình có thể đổi sau hoặc thậm chí sử dụng lâu dài là rất phù hợp đối với những dòng Honda này. Luôn luôn được ưu tiên hàng đầu đó là bền chắc và gọi là tiết kiệm chi phí sửa chữa hay là bảo dưỡng hay là nhiên liệu đều được ưu tiên hết. Đấy. Còn hình thức thì nhiều anh chị em cũng báo là nó chưa được đẹp hẳn nhưng theo em với mẫu Vision nó vẫn là vượt trội hơn so với những dòng máy rất là ngon bền mà những dòng này hầu như không phải sửa chữa đâu. Đấy là đang nói về hình thức. Vâng. Những cái dòng này em nói thật mọi người là hầu như không phải sửa chữa vì nó là dòng Honda. Rất lành. Đấy, rất là lành luôn. Giá thì nói chung là nó cũng rất giữ giá thôi để các anh em mình chơi sau này bán hoặc đi lại sau này bán nó cũng hợp lý, không có phải lo về cái việc mất giá nhiều. Vâng. 2011 14.500.000 chưa có bao dọn. Đấy. Sàn sàn những cái mức giá này của biển Hà Nội đều dao động 14-15 các anh nhé. Biển tỉnh thì có thể ở tầm 11-12-13. 29F1TO anh em nhá, 04702. Đây tay sách vẫn còn zin theo xe, bọn em cũng chưa bán tỉa. Vẫn còn nguyên cả bộ quay ngon lành cành đào, tem vẫn còn zin theo xe anh em nhá. Đấy, máy nổ đang thút thít. Những dòng này chìa khóa thì cả đôi. Cái dòng này thì nói thật với bền. Anh em là nó bền lắm. Đầu tiên là bền. Thậm chí là cái máy nó có cái độ chắc độ đầm. Vâng. Nhược điểm thì thôi, nó cũng là những cái xe gọi là 10 năm rồi. Nhiều các khách hàng đều bảo nó là có thể nó sợ nó cũ là một. Nhưng mà em giải thích Honda thì đừng lo vấn đề đấy. Zin em 30 năm vẫn chạy ok mà. Có anh Đức Thắng ơi, đấy. Có đấy, xe vừa có đấy. Thứ hai là cái độ hình thức thì nếu đúng anh dạ, anh em vâng, nào ngắm okay, thì anh, có cảm ơn thể anh chốt nha. Cho em anh ấy bán cho bạn vâng. Trung cái xe tàu chị ạ. Trung Kiên không bán cho mấy con xe tàu mấy nữa. Quay lại không quay lại cửa hàng luôn. Đấy, mình cũng phải phù hợp từng túi tiền một anh em ạ. Nhiều người ta mua xe tầm 10 triệu thì phải giới thiệu xe tầm 10 triệu. Đấy. Nhiều khi bên mình cũng không phải là vì kinh tế nhiều đâu. Tất nhiên là mình buôn bán phải có lời, có lãi đúng không ạ? Thế nhưng mà cũng phải không nên là bắt nạt anh em. Nhiều khi là bên em là hầu như là hay có những anh em khách nước ngoài đến nhiều. Rất là nhiều anh em khách nước ngoài từ tất cả các nước, hầu như là qua sân bay, hầu như là qua bên sân bay Hoàng Kiên để mua những chiếc xe cho mình. Thế nên là bên em bán uy tín chất lượng rồi, không dám. Vision có màu trắng đời 2017 không? Dòng màu trắng đời 2017. SH ạ? À? Vision. Anh vận tải đồ. Em còn biển tỉnh được không anh? Em còn một chiếc biển 21, còn một chiếc biển 21. Con biển 21. Vẫn đang live phục vụ các anh em. Đấy, màu trắng anh nhá, giá này hợp lý hơn. Rồi, Vision xong rồi, chốt là 14.500.000. Đấy. Có một nhược điểm nhá, nó là bị lỗi một cái này. Và thực tế báo cáo với các anh em qua là cái vị trí của sinh nhan thì cái đời này nó lại còn đắt hơn cả đời sau cơ. Đấy, chứ cái đời sau là có thể thay được nguyên cái nẹp kính nhưng đời này em phải thay cả cụm, đâu đó cũng phải 400 đấy ạ. Thôi đấy anh em phá bảo dán cắt, tí, cắt dán tí là được. Phương án cắt được nha anh em nhá, cắt được dán được, không cần phải thay cả củ đâu. Thay đấy. Nó là thay cả củ không thay nguyên mặt kính được nên sao đắt hơn một chút. Đấy em báo cáo cái nhược điểm của cái dòng vừa rồi. Rồi, tiếp theo. Chào con. Một chiếc Scrub Checker anh em nhá. Ui giời ơi, thêm được cái phanh đĩa, thêm được cái phanh đĩa bản màu xi măng. Được cái là rất là nhìn mộc mạc nhưng mà cái độ khỏe, độ rắn của Yamaha thì không bao giờ bỏ qua được rồi. Những cái dòng xe mà các anh là chính xác nhất đi từ những đời 2009-10 cho đến những các đời về sau đều có một nhận xét chung đó là máy khỏe, máy đanh, máy chắc. Đây là đặc trưng của dòng Yamaha. Đầm, đầm đấy ạ, đầm độ chắc là đặc trưng rồi. Máy zin nhá, ông có thể đi chi tiết với những các chiếc từ những cái lốp vẫn còn theo xe hay là mà càng hay Meyer đều zin hết 2019.
mà nó là nguyên bản hết. Từ tem nhá, bản này nó là bản Spico. Vâng. Bản gọi là con bản này cấp. Thì nó cũng là bản sần, nhưng mà cái bản sần lúc nãy nó là bản sần cao cấp hơn và bản sần mới hơn. Anh em nhá, con này thì nó là đời 2019. Vâng, 2022. Đấy, là màu là con này biển 18B205-0301. Cũng là bản sần nha anh em nhá, nó cũng là một chiếc xám sần, nhưng mà sần này là sần thấp hơn. Đấy, xe của 2019 đăng ký thì về sau rồi, xám đen. Giá thì là 12.800.000. Vẫn là những cái phân khúc giá hơn 10 triệu một chút để các anh em có thể tiện so sánh hoặc lựa chọn giữa những chiếc Way hay là Silos. Đây là em thấy phần đa các anh em sẽ lựa chọn hai mẫu này khi mà lựa chọn song song cùng phân khúc giá. Nhưng nếu mà đi Honda thì nó là chắc, nó là bền, nó là ổn định. Nhưng để mà chạy thì Yamaha sẽ vượt trội, đầm, chắc, chắc lái. Đấy. Ngược lại thì cái nhược điểm vừa rồi của hoặc ưu điểm của Honda nó sẽ là nhược điểm. Với những dòng Yamaha, đồ đạc nó sẽ nhỉnh hơn một chút, nhưng nó đồ thay đồ chính hãng nên nó chạy nó chắc chắn hơn thì nó cũng đúng thôi, đúng không ạ? Lâu phải thay hơn thì nó là như vậy. Anh Xuân 12.800.000 đang hỏi là con SH nhập 68 triệu còn không? Con nào nhỉ? Còn anh ạ, mấy chiếc SH nhập vừa rồi em vẫn anh, vẫn còn. Quán chiếc Phương Nam thì em vẫn nhớ. Anh ơi có con Winindo nào không chị? Anh ơi có con Winindo nào không chị? Hỏi một cái hai người trả lời là có, đúng. Có nha anh quán Phương Nam nhá. Nay em vừa like đấy. Và trong nhà chưa còn đến nữa. 14 triệu đâu. Vâng, nhớ cảm ơn anh Vũ nhiều nha. Ồ lại lên Nissan đi em ơi. Anh ơi. Nissan thì khả năng hôm nay biết em lên kịp được không, tại vì bữa trước em có lên khá nhiều 135 rồi. Còn anh đang có nhu cầu 150 hay 155 anh có thể báo. Hiện tại tầng 3 nhà em vẫn còn gần 20 chiếc Nissan. Siết bao nhiêu? 12.800.000 nhá em ơi. 2019. Lại thêm một chiếc Way A là lại máy zin đấy, nhìn những cái dòng Way này mà giữ được những cái máy zin, ông liếc sang bên góc này hơn rồi anh em thấy được cái gioăng cờ này hay cái ốc này rất sướng, đứng từ xa đã thấy đúng không? Nhìn rất thích luôn những cái lớp sơn zin, những cái ốc treo máy nó còn mực sơn, anh em thấy chưa một lần. Anh Sơn Thiệp còn không ạ? Anh Sơn Thiệp xem con Way Alpha 100 còn không anh? Ơ được không anh? Chiếc này là hơn đấy anh em. Ờ con này được đấy. Sơn này, bóc ni lông đây anh em nhìn bóc này. Đấy, bóc ni lông. Con ớt đời bao nhiêu? Đời 2019 anh Việt Đức ơi. Sơn chỉ đường đàng. Nguyễn Hồng Sơn chết cha, thế là toi đấy. Em yêu chị mà mẹ. 2014 anh em nhé. Các cái chân nan này chịu khó cho em một chút lấy xăng hoặc dầu nóng vánh lên thì khẳng định với các bác chân nan này nó lại vàng ươm. Chứ còn nó không có lỗi gì đâu. Đây anh em nhìn thấy đồ nó giữ được như này là đẹp. Ni lông đang bóc dở đấy ạ. Đây đang bóc dở đây. Tí nó tẩy keo thì nó mới đẹp lên được. Da máy nó còn như thế này. Da máy còn zin. Đấy. Da máy vẫn còn zin theo xe anh em nhá. Từ vành đây. Đúng rồi, đầu ốc trục tập đều rất đẹp. Trục tập tâm nan cũng vẫn còn zin theo xe. Biển 29T138947. Em nổ máy cho anh em cùng nghe. Rồi 2014. Máy zin 13.500.000. Hợp lý quá còn gì nữa ạ. Đẹp thế này cơ mà các anh ơi. Công tơ chuẩn nha anh em nhá, công tơ chuẩn 3 bạn là đúng chuẩn rồi. Đấy ạ. Chuẩn từ cái luôn. Tay nắm này, các phím bấm đồ sần hay mặt kính này đều nguyên bản hết để các anh em thấy được. Mà có 13.500.000, chưa có bao dọn nhá. Đấy, em phải nhắc lại những xe mộc này là chưa bao gồm bao dọn luôn. Hàng 100 đúng màu xanh ngọc được các anh em lấy để cho các chị em thích đi màu này là đúng rồi. Nhược điểm cái cháy nhiễm này theo em là nên thay, tại vì nó còn đang em có nhá anh nhá. Đấy, thay luôn đi, cái cháy nhiễm này là cái nhiễm không tem. Cái nhiễm không tem thì nó rẻ hơn, nó dưới 200. Cái nhiễm bên này nó có một đường tem thì nó sẽ đắt hơn. Đấy. Hợp lý thôi. Các anh nào mà lấy thì thay hẳn cái nhiễm đi theo em là hợp lý nhất. Còn lại máy mà zin anh em ơi. Đi. Nghe tiếng máy zin khác ngay anh em nhỉ? Ơi, máy zin rất đẹp. Máy zin đẹp. Nhỉ? Em nhấn mạnh chiếc này là mộc đẹp đấy ạ. Đây các anh em nhìn từ da máy hay là cái ốp ngoài vẫn còn zin này. Đúng rồi. Mốc xì theo thời gian. Chiếc này là vượt trội, chiếc này sẽ bán trước chiếc trắng. Anh Đức Loan chuyển về Hải Phòng được không? Anh ơi em chuyển tất cả các tỉnh nha anh nhá. Anh có nhu cầu anh cứ liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên bên em. Chuyển tất cả các tỉnh được ạ. Rồi, 2014 13.500.000. Máy zin sơn zin đến thời điểm hiện tại rất hợp lý luôn. Còn dọn thì những cái tay em, tay phanh hay là những cái bóc ni lông làm nốt thì phải hoàn thiện cho các bạn kỹ thuật. À thêm các chi tiết này nữa. Rồi, các cái nứt gãy ở cái mặt này đấy, mấy vị trí nói chung là cũng phải đầu tư những các xe mộc các anh ạ, bao giờ cũng thế. Nên tại sao những lúc buổi like bọn em hôm nay em like 13.500.000, nếu chiếc này dọn đẹp ngày kia mới xong thì em lại like một cái giá khác thì các anh bảo hôm trước sao like giá đấy, hôm sau lại like giá này, thì đấy là cái câu chuyện xảy ra. Nếu ngày hôm sau em like thì em khẳng định những vị trí này với vị trí này sẽ làm chốt 11.500.000 cũng được anh ạ. Nó là những cái giá live livestream, giá của là cái giá gọi là chưa mua được ưu tiên ưu ái và
và chiên khách hàng rất là tuyệt vời luôn đấy anh em. 100 nhá, các anh em phải thật sự tìm hiểu một chút về cái dòng Way. Nếu như đây là một chiếc 110 đời tận chí 2019 trong nhà em cũng chỉ xem 14 triệu hoặc chờ chút nha, bán ra được. Đấy, nhưng mà đời 2014 mà em này bán cạnh tranh với cả 2018-19 thì để các anh em biết được nó ưu điểm của nó là máy 100 đầu bò 4 ốc, máy zin sơn zin rất được các anh em đón nhận. Nó là máy đờ zin đấy ạ, máy này là máy đờ zin, chẳng qua là tôi hai số phận, hai con đường khác nhau mang hai số phận thôi. Chứ đúng ra thì nó là máy được anh em đón nhận rất nhiều. Anh đấy. Trương Tấn đang hỏi là con xe gì, xe 13.800.000 còn không, con đấy là con nào nhỉ? Thế anh hỏi con nào nhỉ? Em không hiểu con đấy là con gì. Anh Trấn Trương Tấn 13 triệu để chốt anh Nguyễn Trường. Không được anh ạ, 13.500.000. Những giá em like đều là những giá thật em sự giao lưu với anh nhá. Nhập anh... trắng giá rồi, ok. Calo, anh... giá bao nhiêu? Giá là 13.500.000 ạ. Hello em Vũ Hoàng. Anh Đào Hiếu 82, tất cả mọi người nhá. 70, không còn ạ. 82 cốp nổi thì em lại đang hết hàng rồi. Còn một chiếc cốp chìm thì phải 94 thôi. Ở hơn 20 triệu cũng con, là máy gì? Con un là con gì? Em không hiểu cái con un của anh là anh con gì? Tiền con siot nhỉ? Quay XI 150 27. À con win. Con win. Ôi win thì hình như vừa like là 13.800.000 đấy còn em. Ôi vâng, con win làm rồi. Em luận mãi không ra con un. Anh tiền gấu trúc. Linh quay Nguyễn. XI 27 em còn nhé, màu xanh còn ạ. Con win vâng, ok em đọc được rồi, con win. Con Win 13.800.000 vẫn còn nha anh nhá. Con kể cả con 14, biển 14 vừa xong đây cũng vẫn còn luôn anh ơi. Vâng ạ, có cúp, con cúp 81, 82 nào ông chị, anh Valentin. Có ạ. Có anh nhá. Vâng, Dương và Thiệp có bán xe dưới đỏ trên đen kê ở. Anh Hiếu Linh, thời tiết ấm hơn chị Dung tươi tắn. Vâng, cho chị ra ngoài nắng đứng thì chị sẽ tươi nữa. Chết anh em ạ, mới mùa mấy nữa mùa hè chắc phải hơn cả hát, dưới quốc. Đen trên trắng ạ. Ok, SH nhập trắng đây rồi, chờ giờ, chờ một phút. Giờ anh hỏi cả SH dưới đen trên trắng, ship về. Này chỉ dạ Vision thôi, SH anh to Linh quá. Nguyễn, em dùng cho anh một cái, anh đang nứt vỡ, anh ơi đừng nứt vỡ cũng không được buồn đâu nhá, nứt vỡ phải vui. Chị em dùng nứt vỡ bao năm nay rồi còn vẫn toát vui mà. Rồi mà chị nứt vẫn còn hết rồi. Nên các anh em cứ thoải mái đi. Rồi anh ạ, cứ bình tĩnh để mình làm sẽ có. Vâng. À, sao em dùng không đeo mic mà nói to gì nhỉ? Anh Hùng Nguyên có bán chịu không? Không bán chịu anh ạ, em bán có tiền thật tiền thẳng luôn ạ, không bán chịu. Em không cần mic anh ạ, nhà em có mic rồi, săn mic rồi. Ăn to nói khỏe ạ? Nhà em có mic rồi nên ông ra không cần. Đây nha anh em nhá, tiếp theo một chiếc bản LED. Rồi, bản LED màu đen sần. Kỷ niệm 10 năm, những xe 2018, một trong những cái là được biến lên giá rồi, không được, không còn tí nào Vũ Hoàng ạ, chết hết. Hơn một năm không trăm thì làm sao mà còn được để mà buôn đúng không ạ? Em like con 8270 màu tím than đi, toàn lê. Không thấy cái gì, không thấy nhà mình nên xe ba bánh. Vâng, em không bán xe ba bánh. Đúng anh rồi, em không có. Lê Thế biết ạ, tại vì những cái xe ba bánh anh phải thiết kế. Đấy, SH nhập xe bên mình sẽ có ra bảo hành không? Có ạ, em sẽ bảo hành tùy từng máy không? Đời xe một. Anh Vũ Huyền, những con xe mà bọn em like, con nào mà em nói máy zin là máy zin. Con báo. Nào nói máy chạm là bọn em nói luôn là máy chạm nha anh em. Cũng có những chiếc lâu năm rồi chạm em vẫn phải báo trực tiếp để cho các anh. Đúng đấy, rồi. Còn những chiếc nào zin em sẽ báo chi tiết. Anh Nguyễn Trọng Thi. Nguyên zin luôn. Em vừa like rồi anh. Vâng, em vừa like con Win 13.800.000 rồi. Đúng anh rồi. Vui lòng báo nhân viên gửi hình ảnh cho em biển hộ em cái nhá. Biển 14. Vâng. Rồi tiếp tục anh em ơi, một chiếc LED 2018. Vâng. Kỷ niệm 10 năm. Kỷ niệm 10 năm. Hàng đen sần, thụt đỏ, vành đen, tay sách đen. Cũng là một bản khóa smart key hàng hot. Nhiều anh em vẫn còn đánh giá form dáng này còn gọn, còn nhẹ hơn những form dáng về sau. Còn form dáng trước thì hiện tại khẳng định là form dáng này nó sẽ vượt trội là chắc chắn rồi. Nó là những khóa smart key, nó là những cái công nghệ đèn LED hơn hẳn luôn các cái đời trước. Còn về đời sau thì cũng là 19-10 thôi. Bà phải vứt lên đây này. Bà rồi, ông đi một vòng quanh một chiếc LED 2018 này cho các anh em xem nhá. Vâng, bản kỷ niệm 10 năm anh em nhá, biển 29E243316, biển Đống Đa luôn. Đây ông ơi, quay cho con bản kỷ niệm 10 năm, bản đen sần. 30.500.000. Vâng. Mặt nạ thể thao, hàng sần đen zin đẹp. Đây, tem đỏ, anh em nhìn. Đây anh Tiệp Đoan. Ít nha anh em nhá, không có nhiều trên thị trường đâu, không có nhiều đâu. Bản này là bản hiếm đấy ạ, bản
đây kỷ niệm 10 năm. Đấy, bản Denson kỷ niệm 10 năm, rất nhiều anh chị em thích cái form dáng này đấy. Form dáng này và màu này luôn ạ. Đấy, đây, anh em nhìn nhá. 2018, đăng ký 2019 luôn hả em? 2018. Vẫn 2018 luôn. Kỷ niệm 10 năm là 2018. Nó không có cái tem kỷ niệm thì là 2019. Rồi. Thực ra là hai form nó cũng giống nhau thôi. Nó giống nhau mà, nhưng mà nhiều khi là nó đăng ký sau thôi. Thế còn đời nhiều kỷ niệm 10 năm ra một cái thương hiệu nó lại có thể là bán được giá hơn đi các anh em ạ. Đấy, kỷ niệm này thì nó lại được giá hơn. Tất cả các chi tiết này các anh em xem này. Máy hàng nó là máy zin Denson, rộng đẹp. Đấy, từ những cái chỉ yêu đi anh em nhớ Denson này, chỉ theo yên đều là đỏ chuẩn. 500 anh em bên vết màu 30.500. Đấy. Rồi. Xe này giá sao? 30.500 anh Tiệp Đoàn ạ. Vâng, cảm ơn. 30.500 bản kỷ niệm 10 năm nha anh em nha, bản Denson. Nhiều anh em thích form bản led này, màu Denson. Đấy, nhiều người rất là thích. Quá chi 26 17 bây giờ các anh cũng phải ở mức độ 24 25, em vẫn giao định bản đúng 26. Vâng. Sang tận 27 18 thậm chí được bản chót Denson với cái giá này. Anh Nguyễn Cường xác xem nhận được cọc chưa? Anh Nguyễn Cường đang cọc con gì đấy anh? Anh cọc con gì anh cứ báo với các bạn nhân viên số điện số gì nhỉ? Số tài khoản thì là 6252 và 888. 6252, 888. Các số các bạn online thì cũng có một số các bạn bên cửa hàng em đang trao đổi với anh. Đấy, vâng. Có thể gọi điện duy nhất đặt cọc bên em là chỉ có một số đấy thôi anh em nhé. 6252 và 888. 29 triệu. Chắc không được anh ạ. 30.500 vì em đã dọn đẹp xong hết rồi. Rồi, anh Chí Phèo có cúp 8150cc không? Có chứ anh, rất nhiều. Thậm chí cả hàng liên doanh em cũng có. Chí Phèo có thịt nở chứ anh em? Chí Phèo có thịt nở chưa? Em bây giờ người ta đang bảo em là thịt nở. Anh Nguyên Dung có tin điện thoại. Rồi, tí rồi, xuống dưới trời nắng like cho chị Dung, chị mát. Một chiếc SH nhập khẩu, anh em đang tìm mỗi SH nhập khẩu đây. Có một anh em đang hỏi SH nhập khẩu thì có luôn cho anh máy em đây rồi. Máy 150 nhá. Chiếc bữa trước em like là 125 thì giá có 68 thì phải em nhớ. Nhưng chiếc này nó là 150. Đấy, đầu máy cũng là đầu máy cao rồi, bản hai đĩa nữa cơ. Đấy, các anh em phải xác định cho em một số những cái chi tiết của SH nhập khẩu, nó có cái giá trị nhất định, đặc biệt là máy 150. Đấy. Hàng này đẹp này anh em. Đẹp này. Ra máy thì có bán lại rồi. Rồi, 500 anh em bên máy đầu 103 nhá, đầu máy 103, các anh em cùng kiểm tra cái đầu máy giúp em. Đấy, các anh em biết nhìn đây. Rồi, 103. Biển cũng tươi, 29E113288. Rồi. 13288 nha anh em nhá, màu trắng bản hai phanh đĩa, đời 2010. Rồi. 9010 đấy, 10 này. 2010 chưa? 10 con này biển đẹp anh em nhá. Vâng. 12388 13288 2922. Đọc nhanh nó lộn số anh em ạ, 13288 nhưng mà thôi em đọc 12388 cho nó thuận. 103 triệu, đăng ký được tháng 8 2011 cơ. 103 triệu. Đấy, thôi bữa này em cũng mạnh dạn bớt xuống còn 102 triệu hàng nhập khẩu. Đều là những cái phân khúc giá cho những cái con này. Đúng là kỳ vọng rất là nhiều, xe nó đẹp, máy zin anh em nhé. Có thể là chưa gặp được chính xác những anh em thích. Vì đơn giản nó là bản hai đĩa mà máy 150. Nếu anh em nào đã tìm hiểu về SH nhập có thể thấy được. Với những cái dòng này nó luôn luôn có được cái sự yêu chuộng, thích của những khách hàng rất nhiều. Đấy, không phải là cái form cũ này, em có thể quay form cũ, người ta chỉ thích những cái form SH cà phê thôi. Chứ còn những cái bản khác thì lại không được chuộng. Còn cái form mới này 102 triệu xuống đúng không? Thì lại được đúng sao rồi. Xuống nhiều thế, từ 107 triệu anh em ạ. Chính xác. Xuống 105 bây giờ xuống 104 rồi lại xuống 102. Bây giờ lại xuống 102 giờ chết. Giờ này giám đốc nghỉ ấy, nghỉ ấy chị em mình bán phá giá đấy anh em, bán phá giá. Xếp nghỉ xong phát này. Vâng. Nhà này. Đầu máy bao nhiêu? Đầu 103. Máy 103 anh rồi, Phạm Thắng ơi. 2010 đăng ký sang tháng 8 2011. Đúng Nguyễn Tiệp xin chào doanh nghiệp Hoàng Kiên. Vâng. 150 anh ạ. Cả doanh nghiệp Hoàng Kiên em xin chào anh nói riêng và đặc biệt là chào tất cả anh em nói chung. Rất đẹp. Đấy, 102 triệu nha anh em nha. Nhiều khi đôi khi đùa chút cho vui cho anh em lao một tí. 102 triệu. Đời 2010 11 nhỉ? 2010 đăng ký sang 2011. Đầu máy thì các anh em nắm bắt rất rõ rồi. Rồi. Cảm ơn anh Nguyễn Tiệp rất là nhiều. Hoàng Kiên uy tín nhất Hà Nội rồi. Vâng. Máy móc sao chị? Máy zin chứ anh em ơi? Chạm đầu. Con này chạm đầu cơ đúng còn. Đúng rồi. Đấy. Cơ còn.
100 triệu anh Quân Vũ, 100 triệu 100 thì khả năng là 125 máy zin toàn bộ là ở phân khúc đấy đấy anh ạ. Chứ nếu vâng. mà sang 150 nó thường cái dòng SH nhập nó 125 và 150 nó cách nhau xa khoảng 2-30 triệu chứ không phải cách nhau 10 triệu như những dòng SH Việt. Anh lưu ý nhưng có 150 này được anh em đón nhận rất là nhiều vì nó là những vâng. cơ nhập mà 150. Lại anh Tùng Bách, khoáng. Lại sao Kiên gọi thiệp là anh mà lại gọi Dung là em, Dung lại gọi thiệp là em. Chị Dung lớn tuổi giá hợp lý. Em vâng, máy móc chạm đầu em gọi chị Dung rồi. Vâng ạ, chạm đầu nhưng cơ nó vẫn còn anh ơi. Đây, thêm một chiếc mình thôi mình già tuổi hơn thì cho em nó gọi mình bằng chị là đúng rồi anh em ạ. Còn em và giám đốc là có chỗ họ hàng. Rồi. Các anh em nắm mắt cho dễ. Rồi, tiếp theo một chiếc SH cà phê. Rồi. Cũng là vuông vắn, ngon lành. 150 anh em nhá. Máy 0159 chuẩn rồi. Đây sách có bắn lại. Nhựa đẹp. Đấy 150 màu cà phê nhập khẩu Ý biển 30H32581 nha anh em nhá. Ông cho cháu một vòng để cho anh em ngắm chiêm ngưỡng chiếc nhập khẩu 208 vâng, đời 2008. 2581 giá thì trên line cũng là hợp lý 48.500.000. Tất cả những các cái dòng này bên em sẽ xuống giá thật hợp lý. Đấy, riêng cái dòng SH nhập cà phê nhưng nó vẫn được những khách hàng ưa chuộng và gần như đón nhận với cái mức giá cao nhất ở cái phân khúc của SH nhập những đời 2007, 2008, 2009. Đấy, form là form SH nhập đời một đĩa của trước 2009 này. Vâng. Chứ những cái màu đen, màu trắng thì giá nó rẻ hẳn rồi. Quên nhiều anh nhà nghèo Nguyễn nhiều màu đen, màu trắng giá rẻ. Vâng. Chiếc này là 48.500.000. Rồi. 48.500.000 nhập khẩu anh em nhé. Đời 2009 150 màu cà phê. Đấy. Rồi lại tiếp theo cuối cùng nó cho gặm miếng xương anh em. Xương rồi. Nhưng mà được cái xương này lại được anh em thích nhiều đây này em. Đúng rồi. Đấy, nhiều anh em lại rất thích những cái mẫu zin lùn. Xe này chủ xe đã bị đắp chiếu đúng không? Dạ. Anh em đang hỏi xe này chủ xe đã bị đắp chiếu đúng không là gì anh Luân Hồi em cũng không hiểu ạ. Đắp chiếu ý là anh nghĩ là đi ít nhưng không thực ra là nó cũng là một chiếc có sự dọn dẹp nên nó đẹp anh mới. Anh Thao Nguyên ơi con nó zin tất thì nó không thể đẹp như thế thì nó phải giá khác. SH cà phê vừa rồi em trao đổi đấy ạ. Có những chiếc nhà em đang bán lốp sau còn zin thì những chiếc đấy là chủ đi cũng khá ít rồi đúng không ạ? Hơn 60 triệu thôi. Ừ. Thì anh em có thể cân đối rất nhiều những cái dòng SH. Con quay màu 100 màu xanh đấy là biển màu xanh. Biển màu 36 xanh. Đấy là màu xanh. 100 đấy là màu xanh, con bán ra có 10 triệu không? 12 triệu sao nhỉ? Biển này là biển Hà Nội. Không, con quay Alpha 100 à, biển 36 anh ạ. Ừ. Ấy Đức ơi dắt cái chiếc Alpha đời đầu ấy. Biển không, 36. Em chỉ đúng nhớ rồi, nó em là dắt luôn ra anh nhá. Biển 36. Rồi, lên cho anh em một chiếc The Gym lùn này. Anh em đi ăn đi làm mọi người nhá, xe chở tiền về cho anh em. Đấy, anh em nào đầu năm thôi. Xuân mới rồi cũng hết chuẩn bị hết tháng riêng rồi anh em chuẩn bị tiền, chuẩn bị xe để đi cày cuốc. Lại chuẩn bị gặp nhau hoa. Cái một năm thôi. Đồ đạc thì nó cũng là đều rồi. Bữa trước chúng ta like rồi. Thôi cũng là để mạnh dạn cứ đưa giá cho anh em mình giao lưu thôi. 7 triệu nhá. Đấy, gym lùn toàn những cái phân khúc giá gọi là hợp lý. Máy thì anh em nghe này, 7 triệu thôi. Đi ăn đi làm đúng không ạ? Toàn cứ xem biển vẫn là Hà Nội. Biển 3 số. Rất nhiều anh em đều thích ở cái mẫu gym lùn này là nó bền, nó gọi là lì, có muốn hỏng nhiều khi còn khó đấy, nó cứ xuồng ra nó chạy nó quăng quật thoải mái. Ở trong nhà em thì với cái phân khúc từ 6 đến 7 zin lùn này được các anh em đón nhận rất là nhiều. Đấy thì đây anh em có thể cùng ông cùng quay chi tiết để cho anh em xem đúng không? Cũng có những cái nó gọi là xuống cấp theo thời gian rồi nhưng mà thôi anh em cũng đi ăn đi làm thì theo em cứ mộc mạc như thế này. Ok anh Trần Hoa nha, chào anh, chào tất cả mọi người. 7 triệu nhá. Vâng, đi ăn đi làm mọi người nhá. Thôi được cái là nó máy móc nó cũng được đều. Biển Hà Nội anh em đi ăn đi làm gọi là thôi chở hàng chở họ. Đấy, chở mình đi kiếm tiền. Còn xe đi chơi thì thôi làm con xe khác đi chơi. Còn con này kiếm tiền nha mọi người nhá. Nó bền, nó chất lượng mà nó không bị cũng rất nhiều các anh cần những phải chiếc sửa xe chữa để nhiều. Gọi là đi lại để anh quay đầu bò chút. Rồi ông quay cho cháu cái đầu tiền, bò đi. Lao động chở hàng thì chiếc này em nghĩ là lựa chọn số 1 thôi. Rồi. Các bác lấy cao hơn, một chiếc đẹp hơn, một chiếc quay chẳng hạn thôi. Nhưng mà để mà nói đến khách quan, để like thù như những cái giá này là có thể kê này, hay là độ bền, độ ổn định thì chưa chắc đã lại được với những chiếc gym lùi đấy đâu. Rẻ, vâng. Nhưng nó có vỏ. Em quay cho anh xem con Minh 14 triệu được không? Anh Trương Tấn, anh tí nữa anh xem lại like giúp em nhé. Hoặc bảo các bạn nhân viên, các bạn ấy đúng rồi. Gửi cho anh hộ em với. Cho xem con Jupiter FIN với.
nổ cho nghe tiếng máy với, anh cầm bảo. Chắc là nổ chiếc máy này chứ ạ, à? Đúng không? Em nổ Jupiter FI. Jupiter FI em có ngày một chiếc rất là rẻ, màu trắng, cực kỳ rẻ, chưa đến 8 triệu. Và một chiếc mới 2021 vậy. Rồi. Rất cái thì ngon ngay. Con này đây em nghe máy nhá. Cô Tân Hoa nên nghe nó không thật được hẳn. Nhưng nó không có khói kia gì cả. Chắc khỏe, anh chạy thoải mái nhá. Rồi, hơi khét tí. Ok. Anh Phong Phạm có ABFI đối đầu biển 15 họ không em dùng. Anh Phong Phạm em không hiểu câu của anh là cái gì nhỉ? Có AB. Anh muốn biển 15 đúng không anh? Nếu mà biển 15 thì không còn rồi. Không còn biển 15. Vâng, em không. Còn nếu mà anh muốn mua đời 15 thì em còn đời 15. Đấy, em chưa có nghĩa là cái okay, câu hỏi của anh. Ok, 7 triệu nhá, zin luôn 7 triệu, máy móc nghe rồi. Đây, vâng. Cái Alpha nhỏ đây. Alpha nhỏ biển 36 đây nhá, anh đang hỏi em nhá. Anh cài vào cho. 2752. Thôi hôm qua em like giá đấy thì anh em mình chưa giao lưu, hôm nay em xuống anh em mình hợp lý hơn. 10 triệu thôi. 10 mà 9.8 thôi. Đấy, cho nó đúng về giá để anh em mình có thể cân đối. 9.8 coi như là một chiếc xe chưa đến 10 triệu đúng không ạ? Ừ. Dù gì nó cũng sẽ là phù hợp với cái tầm tiền các anh em đi ăn đi làm, đi lại đi chơi. Hôm nay thì đi chơi được, kiểu dáng nó cũng rất là bắt mắt, có cái tính cổ tính hot. Còn về cơ bản thì nó cũng đã được dọn đẹp rồi, không thể nói nó còn zin được. Nhưng mà đây những cái nước sơn này, còn những đồ vào này, cũng là cốt của xe Honda, đồ vào vành oxy để anh em thấy. Quay cả đồ để anh em xem nhé. Ra máy thì có bắn lại, nhựa nhớt thì cũng đã tỉa tót. Thôi coi như là họ làm anh em. Zin đó, làm. Tiền 7 củ anh quên đi ơi. 7 triệu con zin đấy ạ, anh em đi rồi. Làm. Trước này thì 9 triệu 8 nhá. Vâng, à, con quen pha này biển 36K5-2752, 9 triệu 800 nghìn anh em nhá. Cũng gọi là thôi, chủ cũ người ta cũng dọn dẹp, người ta cũng thay tăm đũa rồi. Thế anh em chỉ việc về gọi là đi thôi, chỉ cần đổ xăng mà rồi, đi thôi anh em nhá. Dưới 10 triệu, hợp lý đúng không ạ? Với cái phân khúc tiền phù hợp cho những anh em nào đang cần những chiếc Alpha nhỏ thì tầm giá này em thấy là phù hợp rồi. Trên này còn một chiếc cúp đúng không ạ? À, rồi em Đức dắt một chiếc cúp hơi 50, nhớ là biển 21. Máy thu thít. Ở đâu biển 29, chiếc này là mới live bữa trước mà. Còn vàng giọt lệ đây. Hàng zin mà hàng đẹp đây. 29197V50cc nha anh em nhá. Cúp 81 50cc. Ông ơi cháu xin một vòng đi ông ơi. Đấy anh em nào quan tâm những cái dòng xe cúp 81 sẽ gọi là xe những nhà cổ. Anh em thích đồ cổ. Chiếc này vâng, chiếc này thì cũng đã có những cái dọn dẹp nhất định rồi. Bây giờ cái yếm này là lên rồi anh em này. Rồi để em nhìn này. Cái đồ đạc này nan này cũng đã là lâu năm rồi. Anh chị Nguyễn 8 củ không bán được anh ạ. 9 triệu 8 anh ơi. 9 triệu 8 anh nhá. Vâng, xe nó có ít tiền. Nó vuông nhá. Đời kim vàng giọt lệ đây nhìn nó cũng rất là đẹp đây. Năm 86 87 thì đến giờ cũng chất dài qua rất nhiều năm rồi. Để chút em xem có vào trong nhà để em giới thiệu được không nhá anh nhá. Rồi. Tại vì là chút nữa em còn phải về quê để ăn cô đứa cháu, cô bà cô nhấp nhô đồ hè cứ ở đây chết dở. Sếp thì mấy đã người về trước ăn rồi. Mình vâng, sếp thì về để ăn cỗ rồi, đang tung bục ở nhà rồi, bà cô thì vẫn cứ ở đây. 15 triệu rồi, giá chiếc cúp 81 hơi 50, nhưng năm đăng ký thì 1993, nhưng mà sản xuất thì trước một chút đấy. Giá để cho anh em mình là 15 triệu, hình hài nó vuông vắn, đồ đạc nó cũng đều, yếm thì lô. Máy thì làm rồi, đấy báo cáo anh em thế để có thể cân đối được cái đôi da máy nó vẫn còn zin, hay là những cái Meyer hay là những cái trục giật này này anh em này vẫn còn thì những năm tháng gọi là xe cổ rồi, đấy, phù hợp, máy vẫn đang nổ đúng không ạ, cứ thả thông tin. Rồi 15 triệu rồi, 15 triệu đồng nha anh em nhá. Tiếp theo một chiếc 82 em ơi, một chiếc 82 hơi 70 rồi anh em. Huy Quang, bà cô ở lại cũng được không được, bà cô phải về ăn cỗ lại diện hẳn hoi đây anh em ạ, đùa đâu. 82, 89 nhá, 82, 89. Anh Nguyễn Trọng Dự ơi, con gì nhỉ, con Win Thái em còn nhá anh nhá, em còn mấy con. Tối đi bây giờ em phải về tận Hà Nam thôi anh em ạ, chứ không phải ở trên Hà Nội đâu. Em bây giờ là xong, ăn xong là em phải trên đường về tận Hà Nam á. Đó, ăn cơm xong là em về. Rồi. 82, 89, 90 rồi. Vâng. Giá hơi 70, giá để cho anh em mình là 16 triệu thôi. Đấy, toàn những cái phân khúc giá cũng giá hợp lý đúng hết không? Để cho những anh em trước này là mới đấy ạ. Hàng này là hàng mới đấy, đồ đều nó vẫn còn đều, những cái anh em nhìn này, những cái tán của cái thớt này vẫn còn này, đồ gáo thì nó xuống màu theo thời gian rồi.
Nên là đồ đạc thì nó cũng gọi là lườn thì cũng đã tỉa rồi, chân nan thì nó cũng xuống cấp một chút rồi. Tôi được cái là nhìn tổng quan là nó vẫn đều thôi, chứ còn nếu mà để đẹp để ok anh Huy Quang chắc không được. Đây vẫn còn nhưng anh ấy nhưng nó xuống gì gì làm nửa lít xuống xuống màu thôi, chứ cái này vẫn còn vẫn đang nổ này. Đưa ra máy còn anh em, với máy vẫn đang nổ đấy. Đấy 70 80 còn nhiều đây rồi, yếm thì yếm lô rồi nhá, tặng yếm lô rồi. Các cái đồ này thì nó vẫn còn, nhưng mà các cái nhựa này, cái mặt này thì nó đã thay rồi. Thôi nó cũng có triệu thôi anh em ạ. 16 triệu. À, vâng. 82. Rồi một chiếc 82 ơi 70. Vâng. Đấy, cũng không nhiều nên em ra là để mà kỳ vọng hẳn là nó phải sơn zin máy zin. Sơn rồi. Thì cũng đồ zin nhất định của nó là cũng đều xe nha anh em nhá. Đấy, máy thì là chất lượng thôi chứ không máy gọi là chạm rồi. Vâng. Không còn... 16 triệu. Được cái những cái dòng Honda phân khúc 70 hay 50 hơi chạy tiếng nghe cực thích luôn. Đấy các bác nào trong nghề có thể biết. Cảm ơn anh Sơn Thạch nha. Rất là sướng. Đấy. Làm dành cho những các bác đi lại hoặc các anh cà phê trà đá đi lại đúng không? Nó là một những cái dòng xe cổ 82 81 mà. Cái dòng xe mà đã đi vào huyền thoại của làng xe cổ Việt Nam rồi. Em nghĩ là chính xác là phải là huyền thoại rồi đấy ạ. Vâng, đặc biệt thì không quên những chiếc xe 3700 cây. Đấy có 3700 cây anh em nhé, đời 2013. Rất là đẹp, anh em nào mà có nhu cầu mà muốn mua những chiếc Dream Việt Nam thì quan tâm cho em con xe này, nó là hàng gọi là hàng siêu đẹp nhà em rồi, duy nhất chỉ còn một hoa hậu nhà em thôi. Vâng. Tại cửa hàng đấy anh em nhìn 67 triệu đấy, đấy đã xuống rồi, rồi toàn những cái chỗ gọi giá yêu thương lốp láp là zin hết nhá, zin hết yếm hay tay nắm hay là tất cả là 3000 cây anh em ạ. Vâng. Không có gì để chê luôn, cái quan trọng nhất là anh em nào cũng phải có đam mê có và tiền, có nhu cầu về những dòng xe này đấy thì sẽ đi vào đúng tiếng kết đúng không ạ. Chứ nhiều anh bảo thôi tầm đấy ta lấy cái SH, nhưng mà SH cũng lấy được, dưới 60 em còn có cơ, nhưng mà 67 triệu thì các bác lựa chọn những chiếc Jeep Việt đẹp thì lại không có nhiều, mà lại là những cái bác gọi là em nghĩ là cũng chơi đúng sở thích của mình, là những cái đam mê như thế là xứng đáng đấy ạ. Vâng. Nó là đúng luôn đúng không ạ, chứ không phải là chơi gọi là chơi hư hay chơi hỏng cái gì hết, nó là rồi, một cái thú mà cũng, em nghĩ là hợp lý. Đọc vài comment của anh em phát nha mọi người nhá, rất là nhiều anh chị em. Vâng. Xe Win thì lúc nãy em có like xe Win rồi, anh em chút nó xem lại cái like giúp em, hoặc anh em báo nhân viên gửi hình ảnh cụ thể cho Hà em Đức Nguyễn ấy nhá. Xe đẹp, vâng xe đẹp. Anh Phan Đình Thảo, dây xe Alpha đủ dây không chú, tức là xe dây công tơ à? Dây công tơ có đủ anh ơi, quan trọng anh ạ. Vâng, có mấy chục thôi. Anh, nếu anh cần biết cô Dung đi hơi xa nên nhẹ uống ít rượu thôi, kiểu gì em phải làm nửa lít anh em ạ, làm vài quại cho đi cho mấy nó rực rỡ. Còn mời em là chạy mất dép luôn. Đúng rồi, Dream Thái Hải Dương còn không, chắc bán rồi anh Thủy Cao ơi, con ấy bán rồi. Thái Hải Dương em anh còn. Hỏi con Nguyên Thái hơn 9 triệu mà anh Nguyễn Trọng Dự, chắc là Nguyên Thái hơn 9 triệu chắc không còn. Không còn anh nhá. Vâng. Anh Nguyễn Hiền Dung chỉ diệt mồi thôi, sao anh biết? Anh biết em là chỉ dũng sĩ diệt mồi rồi đấy ạ. Vâng. Chuẩn luôn nhá mọi người nhá. Nhìn em uống rượu là em chỉ nước lã rồi đấy. Toàn nhiều anh em bạn em chết vì cái tội là lừa phục phát hết sạch quả quả chén. Con nó bảo ôi giời Dung uống kinh thế. Hóa ra là lại lấy nước lọc nhỉ. Không, mình anh em tự rót, nhưng mà có người đi cùng rót cốc nước lọc cho. Có xe Way 50cc không xốp, ui anh Khang Khang Nguyễn, anh Khang Văn. Đẹp. Có một con Way vừa xong 7 còn triệu, rất là đẹp. Ngoài trước đấy em vẫn còn. Đỏ cờ đi bạn, anh Trong Niki. Không còn rồi anh ơi, cô rồi. Dung chuẩn bị về đi ăn cỗ thôi. Ok anh Huy Quang chuẩn bị đi ạ. Dream Việt đẹp giá sao? 67 triệu anh Vũ Thảo nhá. 67 triệu xe siêu đẹp, 73.700 cây. Đấy, rồi ok, cũng rất là nhiều anh em anh cũng Tuấn đang Winsit. Hiện tại em đang chưa có chiếc xuất sắc anh nhá. Xe máy 81 hơi 70, anh Quang Việt. Lúc nãy là con 50 nhỉ? Con đấy là con trước về sau là hơi 70 nhưng mà 82. 81, vâng, anh 81 em đang hỏi 81. Vâng. Ừ. Rất là nhiều anh em đang theo dõi bên xe máy Hoàng Kiên. Đảo, chào hai em. Vâng, em chào tất vâng, cả các anh. Vâng, em chào tất cả anh chị em đang xem livestream. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Dạ. Biết ơn tất cả anh chị em đã xem theo và theo dõi bên Hoàng Kiên. Vâng. Thực ra là những cái dòng xe mà bọn em đang giới thiệu thì rất còn rất là nhiều những cái dòng xe bên trên tầng nhà em nữa đấy ạ. Chưa có đủ thời gian để mà giao lưu với tất cả anh chị em. Vâng. Anh chị em nào mà có nhu cầu mà mua những cái dòng xe gì thì có thể liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên online giúp em mọi người nhé. Vâng. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Vâng. Chúc mọi người buổi trưa ngon miệng nhá. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.